sếp em hay nói là em là dạng sinh ra để tạo kịch tính đó. Điểm mạnh của em thì là rất là chịu đựng giỏi. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ ta sẽ giới thiệu về mình. Mời bạn nữ. Dạ, em tên là Trịnh Thị Khánh Hòa. Em đang là nhân viên văn phòng của một công ty truyền thông. Em năm nay 25 tuổi. À, 24 tuổi. Tuổi mà còn thấp. Em quê ở đâu? Em nguyên quán là ở ngoài Bắc. Còn em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Coi như ở đây từ nhỏ luôn. Dạ, đúng rồi. Rồi, còn bạn? Em tên là Mai Văn Hải. Em 27 tuổi. Em quê gốc thì cũng ở ngoài Bắc, nhưng mà hiện tại thì đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm quản lý nhà hàng. Bạn nữ, mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Em nói trước về điểm yếu em nha. Rồi. Em có một cái tật là em khi mà em thoải mái á, là chân em hay rung á, rung lên theo nhịp. Kiểu như là em thoải mái quá thì em sẽ rất là vô tư. Có nghĩa là nhịp chân á hả? Dạ đúng rồi. Với lại còn một cái nữa là em rất là diễn sâu. Kiểu giống như là có một bạn nào đó đối xử tốt với em thì em sẽ đối xử bạn với bạn ấy tốt nhiều hơn, thậm chí là tỏ ra quan tâm đến mức mà bạn ấy tưởng rằng là em thích bạn đấy. Cái đó là mà thật sự bạn làm vậy hay là bạn diễn? Ý em có nghĩa là tình cảm thì là cảm thấy mến thương thôi chứ không phải là gì, nhưng mà ý là em thường biểu lộ quá lên, lố hơn cái hơn. Sự thật. Dạ. Diễn sâu tức là diễn lố hơn chút xíu đó. Còn nếu người nào mà ghét em thì anh ghét nhiều hơn hả? Sếp em hay nói là em là dạng sinh ra để tạo kịch tính đó. Kiểu như ai chọc giận em gì đó em sẽ diễn lố hơn bình thường. Tóm lại là lố hơn, ai ác với mình ác hơn. Ai thương mình thương hơn, đúng không? Nhịp chân rồi đó, khép chân lại. Rồi điểm mạnh? Điểm mạnh là em cảm thấy rằng mình là một người may mắn. Em sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá là khó khăn, nhưng mà sau đó cuộc sống của em càng lúc càng cải thiện nhiều hơn. Nên là em học được rất nhiều đức tính tốt đẹp. Học từ ba mẹ? Vâng, học từ ba mẹ. Chăm chỉ với lại cầu tiến, dũng cảm. Kiểu như là em muốn làm một cái gì đó em sẽ cố gắng làm gì đó cho kỳ bằng được. Thậm chí là nó hơi mạo hiểm. Rồi, thế mạnh thế yếu bên đó có là bên này đi. Điểm mạnh của em thì là rất là chịu đựng giỏi. Thứ hai là hát cũng hay. Vỗ tay. Chương trình tạm lắng động 2 phút. Mời bạn hát. Thì em xin hát tặng bạn nữ và anh Quyền Linh, chị Cát Tường một bài hát rất là mới. Đó là bài Yêu của Khắc Việt. Đâu phải chỉ có yêu thôi là sẽ bên nhau trọn đời. Phải có chia sẻ, có cảm thông em hỡi. Đâu phải chỉ có yêu thương, chỉ có yên vui mỗi ngày, mà phải có lúc buồn, rơi nước mắt vì nhau. Rồi, đó là thế mạnh hát hay. Còn thế mạnh chịu đựng á, bạn có nói cụ thể hơn. Nếu mà gặp người vợ mình cứ càng làm hoài, căng nhăn hoài, cứ nhữ hoài, có chịu đựng nổi không? Có anh. Có luôn. Rồi, điểm xấu. Điều xấu thì em có uống rượu bia, tại vì do công việc. Rồi cũng ngủ hơi nướng. Ủa nhưng mà cái công việc của bạn là làm nhà hàng, mình nghĩ là nữ rất là nhiều luôn. Tại sao bạn phải cần nhờ đến chương trình? Tại vì hầu như là các em ở đấy thì cũng ít tuổi. Với thứ hai là thực sự ra là khi mà đã là cấp trên của các em ấy, thì yêu đương vào thì rất khó làm việc chị ạ. Đúng rồi, cái này là có nguyên tắc của nhiều người. Rồi bây giờ em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì trải qua chắc cũng phải 3-4 mối tình. Chia tay mối tình cuối cùng cách đây lâu chưa? Cũng 5 rưỡi rồi chị ạ. Mình có đưa ra tiêu chí gì không? Muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Em muốn tìm một người đàn ông ngoại hình thì nên cao trên 1m7. Còn tính cách thì vừa cầu tiến mà phải nhanh nhẹn. Bây giờ bạn gái yêu cầu gì cũng có chứ còn gì nữa không bạn? Gì khó khó coi. Có, đó là những cái cần phải có, còn những cái không nên là nói xấu người khác. Rồi, anh quản lý bên này tốt lắm. Quản lý là chắc chắn không có tính nói xấu người khác rồi đó. Gì nữa? Đơn giản vậy thôi hả? Không, chắc chắn không đơn giản. Có cái điều gì không thích ở người bạn trai nữa không? Em có một cái tật là em rơi vào khoảng không gian không có suy nghĩ điều gì hết. Là
sao bạn? Là hiện tại bây giờ đang rơi một cái khoảng không gian mà không có nghĩ gì hết. Coi gì đang chơi với hả? Bây giờ bạn nói cụ thể luôn đi. Mẫu người lý tưởng á. Mơ của bạn giống ai như thế nào? À, em rất là nóng tính. Thì bạn ấy nói rằng là bạn ấy có thể nhẫn nhịn được. Đúng rồi. Nhưng mà có một số cái nó đụng chạm đến lòng tự trọng á. Thì em không biết là bạn ấy có thể bỏ qua được cái lòng tự trọng đó để lắng nghe em nhiều hơn được không? Ví dụ như là em muốn bạn ấy phải thay đổi. Bạn ấy có chịu thay đổi hay không? Thay đổi cái gì mới được chứ? Thay đổi tính cách của mình, thay đổi rất nhiều thứ. Tại sao phải thay đổi? Tại vì em thấy rằng là một người mà không thay đổi thì người đó rất là nhàm chán. Vậy là cái tính cách phải thay đổi theo thời gian hả? Bạn nói bây giờ tôi cũng không hiểu nữa, tôi hỏi kỹ lên. Tính cách phải thay đổi theo thời gian. Thì rối chỗ này quá. Dạ. Không, em cũng rối mà. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Sao nó hơi rối chỗ này nè. Sau khi rơi vào khoảng không gian thì bạn ấy đã thốt ra những lời khó hiểu. Bạn ấy rơi vào khoảng không gian, bạn dẫn mình đưa vào rơi chơi với không gian cùng bạn ấy luôn. Sao bạn là sao? Cụ thể là sao? Tức là thay đổi cái gì, bạn muốn thằng Nam thay đổi cái gì, trong khi bạn chưa biết bạn đó có cái gì hết. Em nói rồi, em hay diễn sâu mà, nên là em hay làm cho người ta trong cái tình cảnh khó khăn á. Đó, nãy giờ em đang làm rồi đó. Sao nữa? Nếu như mà em muốn bạn ấy ở rể thì bạn ấy có chịu à, cái này cụ thể nè. Ở rể đơn giản, nhưng mà nãy giờ em đi vòng vòng chi đâu mà chị cực vậy. Chịu ở rể không? Tại vì cái chuyện cái này thì phải tùy đó anh ạ. Nhưng mà chỗ ở có được không ấy đã? Chỗ ở được. Nhà rộng không? Nhà rộng. Bắt buộc phải ở rể ha. Được mà. Em đang nói, em ví dụ, rồi, okay. Em ví dụ thôi chứ rồi, em còn gì nữa nói luôn đi. Ví dụ như là em muốn bạn ấy ăn mặc theo phong cách mà em mong muốn cho bạn ấy ăn mặc theo vậy. Mà đẹp không? Đẹp. Sao biết đẹp? Tự tin quá hả? Đẹp theo ý em. Đẹp theo phong cách nào đó, ví dụ như Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Rồi em hiểu rồi. Rồi em cũng ăn theo em không? Ăn theo em. Em ăn gì phải ăn cái đó. Không, không nên như vậy. À. Nên ăn nhiều hơn em. Rồi, còn nghĩ gì là hết rồi. Hết rồi đúng không? Diễn cũng xong. Rồi, nãy giờ bạn nói hơi chơi với như anh Hoa, anh hiểu rồi. Dạ. Dễ thương lắm. Dạ. Chào bạn, em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Em thích một mẫu người bạn gái gì? Là hiền, chịu khó và có ngoại hình. Giống ông mẫu người mẫu lý tưởng không? Giống như Vĩnh Xuân Kim. Giống cổ buồn đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Sao tin vậy? Tại em thì nhìn mặt già vậy thôi nhưng mà rất tin chị. Mà chịu ở rể, ba mẹ bằng cho không? Nói chung là ai cũng nói là người Bắc thì khó tính thế này kia. Nhưng mà em thì vô trong Nam này cũng được 10 năm rồi. Nên về mẹ em kêu là còn ưng ai cũng được. Cứ ưng là mẹ chịu. Bạn không thích điểm gì ạ? Phụ bạn gái? Em không thích một người phụ nữ mà tiêu hoang phí quá. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đơn giản lắm. Anh này đơn giản nè. Bên đàn trai được lắm á. Thằng gái cũng được vậy. Cũng được. Thì lâu lâu có rớt vô khoảng không tí thôi chứ. Em có đi với người, có đi với người thân không? Cũng hợp hợp đó nha. Em đi với ai? Em đi với mẹ và chị họ và các bạn. Dạ chào cô. Chào Cát Tiền và anh Quỳnh Linh. Dạ. Chào khán giả. Trước tiên là cô thấy bạn trai bên đó sao cô? Dạ. Theo như mẹ thì anh bên này được. Còn thấy anh ấy nói là anh chịu đựng được thì theo như mẹ thì nói chung là được. Dạ. Mẹ chấm rồi. Cháu thì đi làm hay về khuya, nên ví dụ như 7 giờ cháu mới về. Thành ra nó vẫn phải phụ thuộc cha mẹ nấu cơm, cho ăn. Thời con nghe cô nói khuya, con tưởng nó 11 giờ đêm. Con gái về là hơi trễ. Dạ. Dạ. Vậy là có biết làm việc nhà không cô? Có, cháu thì nấu nướng cũng được. Có cái là chưa được nhanh. À. Muốn nấu xong bữa cơm thì phải chờ ít nhất 2 tiếng. Ok, miễn có cố gắng là được rồi cô. Cái điều cô lo về cơm nước thì cô cứ yên tâm, con thì con nấu ăn rất giỏi. Vậy thì tốt quá. Rồi. Bên nhà cũng đẹp trai. Hôm nay em có đi em trai. Chào em. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả. Rồi, thấy chị dâu tương lai như thế nào? Không, em thấy chị là một người cực kỳ là dễ thương, xinh gái, và nếu mà có thể thì anh chị có một vài buổi hẹn hò rồi có thể sau này sẽ tiến xa hơn ạ. Vài buổi sao mà tiến được, phải nhiều buổi chứ. Cứ vài buổi rồi sau đó em mình tiếp các buổi khác. Nói chứ chọc cho vui thôi, chứ bạn bên kia rất là dễ thương. Đôi khi cũng có rơi vào những cái trạng thái chơi với, như lúc đó là những lúc dễ thương nhất em nha. Dạ. Ha, chúng ta phải chớp ngay những cái thời cơ mà đối phương rơi vào khoảng không gian đó để chúng ta hành động.
nào. À mà, ô bên kéo mà. Một bên rất là đẹp trai, một bên đẹp gái nào. Rồi. Gặp gỡ nhau. Anh có muốn có hoa tặng em? Dạ. Em hỏi anh trước đi. Trời ơi, hỏi tao. Thường những ngày cuối tuần anh thường làm gì? Ngày cuối tuần thì anh hay đi ăn đồ nướng. Dạ. Đi xem phim. Dạ. Và đi chơi, giao lưu cùng bạn bè. Nếu như mà cuối tuần em không chịu hẹn hò với anh thì anh sẽ làm gì? Ở nhà đắp chăn ngủ. Tại sao anh không qua thăm em? Ồ, cái này anh mới nghĩ ra. Anh có thích đi du lịch không? Anh thì tháng nào anh cũng lên Đà Lạt. Anh có thể đi bộ trở nè. Đúng rồi, chắc vậy. Không, tại vì em thích cái không khí lạnh ở đấy. Nó rõ. Hay là mình đi đâu đó khác Đà Lạt được không ạ? Cái đấy thì tùy em chọn. Dạ. Rồi, cảm nhận về nhau ngay tại thời điểm này. Cảm nhận thì em rất thích những người có ngoại hình chọn chị. Em có thích ăn đồ nướng không? Người ta nói là con gái khi giận hay là bất cứ một cái bức xúc gì đó chỉ cần dắt đi ăn là có thể quên hết. Nên là nếu em cũng thích ăn đồ nướng nhưng mà thỉnh thoảng sẽ phải đổi món chứ em không thể ăn đồ nướng mãi được. Đúng rồi. Dạ. Tại vì anh thì thực ra là anh làm nhà hàng cũng lâu lắm rồi, cũng 10 năm rồi. Nên là các món ăn anh đều biết. Dạ. Và cách làm và nấu như thế nào anh cũng biết. Nên là nếu về đồ ăn uống hay đồ cơm nước nhà anh đều làm được hết. Dạ. Anh không cần phải quá nấu nướng nha em đâu, em vẫn muốn nấu nướng. Không, anh muốn dạy cho em nấu thôi chứ anh không nấu đâu. Okay. Ok. Xuất sắc. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm, mời các bạn chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ nhá. 1 2 3 vui quá nên bấm sớm luôn. Ai bấm sớm hả? Anh bấm sớm. Ủa sao mới hai bấm rồi? Dạ hả? Tại vì em sợ bấm trễ. À. Em hay làm những chuyện khác thường ha, rất là dễ thương ha. Em thấy không, chàng trai này nói anh bấm trước. Nắm tay nhau. Ở đi tìm. Xin, đi tìm vậy đó hả? Xin chưa? Dạ, con xin phép bác được nắm tay. Nắm rồi mới xin. Con xin phép bác cho con với em đi xem phim rồi đi ăn uống với nhau được không ạ? Bác đồng ý. Dạ, con cảm ơn bác. Dễ quá vậy bác. Bác đồng ý. Đây, chị chiếc vé xem phim để chúng ta có thể tìm hiểu nhiều hơn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng. Dạ. Tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh với các thương hiệu của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, em cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình. Rất là dễ thương. Đó giờ có nhiều người yêu chưa mà sao rung quá vậy? Dạ, chưa có mới nào. Thì tại lúc em đi làm thì nó làm vậy thôi, chứ cũng chưa nghĩ tới lập gia đình. Có thích phụ nữ không? Dạ, thích phụ nữ. Rất dễ thương. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta tiếp tục cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời các bạn. Bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Kim Cương. Em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm việc tại nhà hút Tây, quê Bến Tre. Rồi, mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả trong trường quay. Tên là Hồ Đức Cường. Năm nay 29 tuổi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi, không có gì chị. Sao vậy bạn? Dạ, cũng hơi rung rung. Tối hôm qua hồi hộp chờ đợi ngày hôm nay không? Dạ, có. Giờ rung hơi bình tĩnh. Dạ. Thôi làm, sau vô. Làm nghề gì? Quê ở đâu? Dạ, em quê từ Thiên Huế. Em làm bên công ty điện lạnh đó chị. Đó giờ có nhiều người yêu chưa mà sao rung quá vậy? Dạ, chưa có mới nào. Thì tại lúc em đi làm thì nó làm vậy thôi, chứ cũng chưa nghĩ tới lập gia đình nên cũng không có quen ai. Chưa có quen ai? 29 tuổi mà chưa có quen ai? Chị không tin hả chị? Không. Dạ. Anh Quyền Linh làm ơn kiểm tra kỹ lại chút nha. Dạ đúng rồi, nhiều lúc đi đâu ai cũng nói vậy hết á. Có kiểm tra giới tính chưa? Dạ.
Dạ, giới tính em bình thường mà anh. Chắc không? Dạ chắc. Có thích phụ nữ không? Dạ thích phụ nữ chứ. Dạ thích phụ nữ mới lên đây nè anh. Ủa nhưng mà nó nghe nè, chưa được hôn luôn á hả? Dạ chưa chị. Rồi biết hôn không trời? Dạ. Thấy sao? Hấp dẫn hay là nguy hiểm? Thấy cũng lạ. Lạ hả? Mình có mối tình nào chưa? Dạ em cũng trải qua hai mối tình rồi chị. Lý do tại sao mình chia tay? Dạ tại em thấy quen mà không đi đứng được đâu thì em sẽ dừng lại thôi. Bây giờ mình muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Trước hết là người đó phải có tính trung thực, chân thành. Bạn ở đây hơi bị hiền đó. Nãy giờ ngồi rung nó như cày sấy luôn á. Nhưng mà ở Huế thì ông bà rất là môn đăng hộ đối đúng không? Dạ không, không có đâu anh. Có muốn con dâu làm dâu không? Dạ không. Có khó trong cái việc phục vụ ăn uống hay gì không? Dạ cũng không có gì đâu anh, cũng bình thường thôi. Bình thường hả? Dạ. Rồi về cái mà hình mẫu lý tưởng, bạn có đặt ra cái tiêu chuẩn gì về ngoại hình của bạn nữ không? Dạ người anh bạn nữ thì đừng có ốm quá, mập quá gì. Nói chung là thông thoáng cũng gọn được rồi. Đơn giản vậy thôi ha. Dạ cũng đơn giản thôi chị, không có gì yêu cầu gì cầu kỳ gì, nhiều lắm đâu. Bạn nữ một xíu, bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Đừng có mập quá, đừng có ốm quá, vừa người được rồi. Còn hai cái người này cái từ vừa người đó mới là cái từ khó đó. Vừa là vừa sao? Em cao 1m8, cái người đó khoảng cao sấp 1m68 được rồi. Ừ thà ra cái chuẩn vậy chị dễ đo chứ em cứ nói vừa vừa, không mập không ốm, không cao không thấp. Dạ em chào chị. Đúng luôn, không mập không ốm, không cao không thấp. Sao à? Rồi làm gì em run dữ vậy? Dạ. Sao run dữ vậy? Thì tại do người nó hồi hộp quá vậy. Chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Thì cũng qua năm gì đó mình tiến tới hôn nhân, chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị sẵn sàng à ha. Dạ. Hít thở sâu vô thoải mái lên rồi đứng lên cái cho nó thoải mái tinh thần. Dạ. Coi cao mét mấy? Dạ em cao 1m75 vậy. Vừa người, không mập không ốm, khỏe mạnh. Dạ được. Dạ không sao, anh cũng được. Chào em. Trời dễ thương quá. Anh bên đây á là anh rất là thật tình, nói chung là hơi nhút nhát. Dạ em cũng nhút nhát cho nên em thích quen người đừng có nhát quá. Anh còn nhát hơn em nữa. Rồi sao vậy trời? Sao vậy trời là sao trời? Anh còn chưa biết hung, chưa biết nắm tay, chưa có bạn gái luôn á. Bảo đảm anh này còn trong trong trắng nữa. Trinh nguyên. Hết trinh nguyên luôn á. Nếu mà lấy ảnh về á, có đồng ý về Huế không? Em chưa, em thích đi du lịch vùng xa nhưng mà quen bạn xa thì em không thích. Từ xa quá. Đồ xa đi máy bay em ơi, đâu có đi xe đâu sợ. Dạ anh. Thì cũng bay. Được. Cũng được ha. Dạ. Rồi. Du lịch mà ai không thích? Dạ. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ đi với chị của em anh. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường với khán giả ở trường quay. Rồi chào chị. Mà sao gia đình để sao mà chưa có bạn gái rồi không có hối? Dạ tại em trai của em nó nhút quá, nhút nhát quá nên là không có bạn gái. Em gái bên này như thế nào? Dạ cũng dễ thương chị, tính tình cũng được. Cảm ơn chị. Và em có đi với người nhà không? Dạ em có đi với chị làm trong nhà hút. Rồi mời chị. Chị chào Quyền Linh với Cát Tường. Dạ, chào quý vị khán giả. Kim Cương làm chung với chị cũng lâu. Cương rất là hiền nhưng mà không phải là dễ tính. Cương rất là kỹ lưỡng trong việc lựa chọn cho mình một người bạn trai. Hôm nay là lên đây là do một số bạn bè đồng nghiệp là thúc Cương. Thì mình thấy anh bạn cũng dễ thương, cũng hiền. Nhưng mà thật ra theo mình nghĩ thì để mà phù hợp với Cương là chắc khó. Bởi vì Cương rất là hiền cho nên đòi hỏi phải có một người bạn trai phải là vững vàng và dạng hơn để có thể bảo vệ được Cương. Mình sẽ thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình. Cố lên nha. Mạnh mẽ lên. Nếu mà cần ngày nào cũng đi mua thuốc, mua chừng nào đủ tiệm thuốc tây mời cô qua bán. Kéo mà. Bắt đầu. Chào anh. Gói hoa tặng cho em. Cảm ơn. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng dễ thương. Yeah. Mà anh nhát quá. Không thì tại mới lên chương trình nhiều lúc cũng hồi hộp, cũng hơi nhát vậy thôi. Chứ còn ngoài đời thì cũng đến nổi đâu. Rồi, cảm nhận như thế nào người đầu đúng tiên rồi. Mình gặp mặt nè? Thì em thấy cũng là hiền, thấy cũng xinh đẹp, dễ thương. Tim mình thấy sao? Dạ tim cũng có hơi đập nhanh tí anh. Thích không? Dạ thấy thích rồi đó. Thích nhiều không? Dạ thích nhiều. Gia đình anh ở Quế hết hả? Dạ bà mẹ thì ở Quế, còn anh vô làm ở trong này cũng lâu rồi. Tấn công, rồi mạnh mẽ lên tấn công đàng hoàng. Trong trong tình yêu thì em nghĩ là trong tình yêu thì mình phải sự chân thành, với lại phải có sự trung thực. Đúng rồi. Biết quan tâm và chia sẻ. Anh cũng vậy, anh cũng dạ. Chân thành. Chứ không có... Ý là không có bậy bạ, không có lo nhân rồi. Như sau này gì có vợ của con thì mình trách nhiệm, mình lo cho vợ của con. Ví dụ như anh quen em mà thời gian gặp á, nó ít á, chứ em làm ở nhà hút á, thời gian nghỉ nó không có nhiều á. Vậy anh thấy có chấp nhận được không?
thì cũng bình thường thôi mà, quan trọng là mình đặt niềm tin với nhau thôi. Sắp xếp một tuần mình gặp một lần, hai tuần mình gặp một lần cũng được, cái chuyện cũng không sao. Thảo bạn nữ cảm nhận thế nào về bà người đối diện? Em thấy anh cũng chân thành, với lại cũng biết nghĩ, cũng biết lo. Sau này lấy nhau mình sẽ làm gì cho anh? Tỏ tình hoặc là lãng mạn vô coi. Rồi. Rồi em thấy sao, thấy anh sao? Như chị nghĩ. Em giờ tên gì? Em tên Cường. Phải không? Dạ. Gì Cường? Hồ Đức Cường. Phải không? Dạ vậy. Mấy tuổi? 29 tuổi anh. Muốn vợ chưa? Dạ em cũng muốn rồi đó. Muốn lấy người đối diện không? Dạ muốn lấy. Ừ. Bạn đứng đây, đứng đây. Đứng trước mặt bạn gái, nhìn thẳng mặt bạn gái. Dạ. Em đứng lên giùm cái, nhìn thẳng mặt ảnh coi. Anh xỉu à? Đứng lên, đứng lên. Để cho anh có bản lĩnh xíu thôi. Em nhìn thẳng mặt cô ấy. Hồi đó giờ chưa bao giờ nắm tay một bạn nào hết trơn. Xin phép cho em nắm tay. Cho em nắm tay. Xin phép. Thì cũng dạng quá. Nắm chặt luôn, trời tay luôn. Rồi nói, cảm nhận sao nắm hai tay đàng hoàng. Rồi, bắt đầu nói gì đi. Nói gì vậy? Trời ơi, nói gì nhìn thẳng mặt cô ấy nói kìa. Thì vậy vậy anh cũng với em có thể đi hết cuộc đời còn lại được không? Nếu mà anh phù hợp với em thì em sẽ tiến hành. Yeah. Anh thấy có một cái sự gắn kết nhẹ nhẹ rồi đó. Bây giờ mình mỗi người nói một câu nào đó để chúng ta tiến hành bấm nút. Thì sau cuộc gặp này em có thể là mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau được không em? Vậy để anh chờ xíu. Em có đồng ý bán thuốc cho anh không? Có thuốc nào uống cho đỡ rung không em? Dạ có. Có hả? Đó được. Hai người đi xem phim nhớ đem theo thuốc chống rung nha. Thôi được rồi. Đã lúc ta đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình, chứ không phải vì bất kỳ một điều gì khác cả. Suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Quá rồi. Lo cho ông quá à, ông ơi. Thật sự là anh mừng lắm luôn đó em. Hả? Trong lòng anh tim nó đập còn hơn em, nó sợ còn bấm không à. Nhưng cuối cùng cổ bấm rồi. Phải nắm bắt cơ hội này nha. Mạnh mẽ lên chút xíu không nha. Dạ, đúng dạ. Đó, một người phụ nữ cần có một người đàn ông bản lĩnh hơn, cần một bờ vai để tựa. Dạ. Nào hãy nói anh yêu em. Nói lớn lên, nói lớn lên nào. Bây giờ mạnh mẽ rồi, bắt đầu. Nói về luôn, nói về luôn anh. Đúng rồi, nói lớn lên. Nè, nói lớn lên. I love you. I love you. Khi mà mình yêu bạn gái mình rồi, mình có thể nói cho cả nước biết, cả thế giới biết rằng tôi yêu người ấy. Nào, nói lớn lên, anh yêu em. 2, 3. Trên 10 bàn tay. Anh yêu em. Được rồi. Nhìn đâu anh yêu em nào dưới đây. Hùng cái đồng đầu tiên nào. Nói chung ông cũng đâu có nhát đâu, ông rung thôi. Nè, về xin thêm chỉ mấy viên thuốc bản lĩnh. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ. Nhớ nha. Nhớ sử dụng cái này nha. Dạ. Cố gắng lên bằng trai nha. Dạ. Tôi ủng hộ bạn. Dạ. Có nào chưa? Dạ có. Rồi bao lâu thì thăm con một lần? Khoảng một năm. Đây, còn em, tình trường em sao? Em thì có mối tình là em đã ly dị rồi. Cũng ly dị luôn? Dạ. Xin chào, vô vị trí rồi. À, chào anh. Chào chị Cát Tường. Rồi, nãy giờ ngồi đợi lâu chưa? Cũng hồi hộp hơi lâu. Hồi hộp hơi lâu ha, bây giờ một chút xíu nữa thôi. 30 giây nữa là bạn gái mình sẽ xuất hiện rồi anh nha. Đợi chút xíu nha. Vô, bạn gái đã đến. Rồi, ngồi vô ghế đi em. Mời mời anh trai mở mặt nạ ra luôn. Dạ anh chờ. Rồi cho bạn gái giới thiệu trước. Em tên là Nguyễn Đồng Mạch Vân, sinh năm 7/6/1952. Em hiện giờ là làm bên bất động sản tự do. Dạ. Mình sống ở đâu? Dạ em sống tại Biên Hòa Đồng Nai. Làm việc Biên Hòa, sống Biên Hòa luôn. Dạ. Rồi mời mời anh trai. Em tên là Phạm Lưu Hồng Anh, sinh năm 1982 ở Tiền Giang. Hiện tại em là công chức ở Ủy ban dân xã. Bây giờ người Tiền Giang, người Biên Hòa, tới Biên Hòa lần nào chưa? Có đi. Ừ, từ Tiền Giang lên Biên Hòa cũng 2 tiếng à. Giờ nếu như mà mình hẹn hò thì bạn nghĩ là bao lâu thì mình sẽ đến thăm bạn gái để tìm hiểu nhau được một lần?
Có thể là một tuần hoặc một tuần hai lần. Mình làm công chức là mình nghỉ thứ bảy chủ nhật. Dạ đúng rồi. À là cũng rảnh rỗi được thứ bảy chủ nhật. Thí dụ như thứ bảy mình đi rồi chủ nhật mình nghỉ ngơi, hoặc là mình đi bữa nào thân thân rồi mình đi thứ bảy chủ nhật về luôn. Thí dụ vậy, hợp lý. Gần mà, với lại công nghệ mà đâu có lo gì đúng không? Dạ đúng rồi. Không gặp nhau thì cũng nói chuyện qua phone, qua điện thoại được. Điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của em á là hiền, trung thực. Em rất là nhạy về kinh tế. Cái gì sinh ra lợi nhuận là em có thể em đó là nắm bắt kịp thời, muốn bán đủ thứ. Vậy là ngoài là làm cái việc là công chức xong là có kinh doanh thêm gì không? Có. Kinh doanh gì? Hiện tại là kinh doanh hoa tươi. Điểm mạnh điểm yếu của mình? À, điểm yếu của em là hơi nóng tính, nhưng mà dần thì dần được. Điểm yếu nữa là nhát lắm. Mà nói chuyện với đám đông thì em không nhát, mà nói chuyện cái gì tình cảm riêng tư hay là bạn với bạn gái em rất là nhát. Bởi vậy mới là ế mới lên đây đúng không? Phải nhờ chị Tường đúng không? Rồi bây giờ em thử em nói đặc điểm gì nổi bật nhất của em. Khi làm á, à, một công việc gì em cố làm lại, em thích cái gì là em ưa ngắm gì cái đó, cái vật đó. Rồi cái nữa là cái điểm yếu là nếu mà bị thất bại là em ưa hụt hẫng giữa chừng đó. Thời gian thì em sẽ khắc phục được. Lúc hụt hẫng tuyệt vọng nhất thì em thường làm alo hấp hết. Alo hấp hết. Bỏ qua, không suy nghĩ nó nữa. Alo hấp. Alo hấp. Alo hấp gì? Alo hấp. Rồi, cười sao nghe anh nói rồi. Cá tính của ảnh thấy vui quá hả? Nói chung cá tính ảnh thì ảnh nói bằng cái lời chân thật. Thế còn em thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu rồi những cái tính cách nổi bật nói của em? Nói chung điểm mạnh, điểm yếu của em thì em là tính cách của em nó hung dữ, lại thích muốn làm cái gì làm chứ không thích mà nói mà không làm. Em thích nấu ăn này nọ, sống là tự lập của mình. Em thì ưa ai nói đến em gì là em khóc à. Trời ơi, hung dữ mà khóc là sao? Sao nó ngược nhau quá vậy? Không phải, hung dữ là có nghĩa là trong việc làm ăn á thì em rất là hung dữ. Còn mà ai nói gì quá khứ hay là gia đình em á thì cứ nói đến là em khóc à. Em không có thích đàn ông nói gia trưởng quá. Thích. Có gia trưởng không anh? Em dễ lắm chị. Phải là ga lăng, nói chuyện hoạt bát, vui vẻ, không có thính mà nói một lời mà nói thành hai lời em không thích. Với lại người đàn ông phải nấu ăn, chứ đàn ông mà không nấu ăn thì để đàn bà nấu ăn ngon thì cũng kỳ. Có nghĩa là đàn ông phải phụ vợ. Dạ. Chứ không phải đàn ông nấu hết rồi đàn bà nghỉ nấu đâu. Nhiều khi em đi làm thì đàn ông nấu thì nói chung là đổi qua thì đổi phụ lại qua mà. Phụ lại được. Dạ. Đó, đúng không? Còn biết nấu cái nấu ăn em biết nấu chị ạ. Nhưng mà có biết nấu mà có chịu nấu cho vợ ăn không mới quan trọng. Như nấu là được tùy theo công việc thì ai bận thì người kia phụ thôi, chứ cái đó không đừng có câu nệ. Dạ. Là nấu ăn là bắt buộc phải là của vợ rồi, không bữa nào giờ không về không nấu là nghỉ ăn luôn. Đúng rồi. Tình với lại em thích đi du lịch nè, ca hát nè. Nói chung là em thích đi những cái từ thiện như là mình đóng góp vô á. Ừ, vậy thì tốt thôi, cái đó tốt thôi. Thôi sau đây em ca một bản cho mấy chị rồi, nghe. Trời ơi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ơi cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngài chi đường xa không tớ, về để nói với nhau mấy lời. Chị em ca mưa quên chị đừng biết. Có sao đâu, chị đang thưởng thức ngon lành mà. Xuôi mái chèo xuôi ông đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngư, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Đấy. Sao cảm nhận nhận hơn sao? Hát hay hơn. Có muốn đáp lại em gì không? Thôi hay hơn em nhiều quá vậy. Làm luôn, làm khúc đi em. Hát bài Tiểu Thư Con Gái Nhà Ai. Nàng từ đâu đến, nào ai biết được, hình như cô em từ xa mới đến đây. Mùi hương trinh nữ bay trong gió chiều, nhìn vào không gian ngất ngây bao chàng trai. Tiểu thư con gái nhà ai, sao mà ngoan, sao mà xinh, sao mà hiền. Tiểu thư con gái nhà ai, trông thật xinh, xinh như hoa, hoa không tàn, hoa không héo. Tiểu thư con gái nhà ai, khi gặp em, anh đã biết cuộc đời này sẽ trọn vẹn em. Đây thân xác, đây linh hồn, anh cho em hết, không cần gì đâu. Trời ơi, hát là độc rác luôn. Sao, kẻ tám lạng người nửa cân ha. Ba em quê Tiền Giang đó. Quá dữ. Vậy anh thì cũng Tiền Giang luôn đó. Quá dữ luôn, thôi được rồi, cặp này không bao giờ sợ buồn đâu. Hát cho nhau nghe là vui rồi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì hai mối tình. Mối tình đầu tiên á là em hồi còn đi học. Tình thứ hai đó là vợ của em. Là đi dị rồi. Rồi đi dị. Đi dị bao lâu rồi? Đi dị 2014 vậy. Mình lấy được nhau được bao lâu? Lấy 2012. 2 năm. Có cháu nào chưa? Có. Trai hay gái? Gái vậy. Hiện sống với ai? Hiện tại thì sống với bà ngoại. Rồi bao lâu thì thăm con một lần?
khoảng một năm. Thôi còn em, tình trường em sao? Em thì có mối tình là em đã ly dị rồi. Cũng ly dị luôn? Dạ, nói chung là em lấy cũng được năm mà ly dị lâu. Rồi có cháu nào chưa? Dạ em hai đứa. Hiện giờ là con ở với ai? Dạ ở với em mà nhà ngoại kế bên luôn. Có nghĩa là em mướn nhà riêng mở. Nguyên nhân tại sao ly dị? Chồng em không có lo cho em, với lại nói chung tứ đối tượng cái gì cũng có. Cho nên thật sự thì trong những mối quan hệ hôn nhân mà đổ vỡ thì nó nhiều, nhiều cái vấn đề lắm. Nhiều, không thể nào một giây một phút mình nói ra hết được. Nó cũng chồng chất ngày này tháng nọ. Anh không vừa ý tôi cái này, tôi không vừa ý anh cái kia, đủ thứ hết. Thì từng hy vọng nếu mình được đến được với nhau, mình đều là những người từng trải, thì mình sẽ san sẻ được với nhau nhiều hơn. Thế bây giờ anh mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Người đó là phải biết về gia đình. Bạn đó thì có thể là trắng, nhìn dễ coi là được. Thế còn em muốn một người bạn trai mình như thế nào nè? Em muốn người bạn trai em thì em lùn, bạn trai em cao em tí cũng được. Ga lăng tí, đừng keo quá. Thoáng tí. Phải vui vẻ, hoạt bát, với lại phải thương con em. Em thì rất là thương con nít. Người ta có con vậy á, thì em sẽ theo con người ta mà không biết người ta có thương con em không. Rồi nè, kiếm thử coi ảnh là ai. Em có hình không? Cho ảnh coi thử coi. Chị, đây chụp với mấy đứa bạn làm bên bất động sản. Lật. Có hai người thôi à, lựa chọn nó quá đơn giản. Hai đứa em làm bên bất động sản á. Còn bên đó cả đống đó, lựa đi. Kiếm ảnh đi. Không biết nè. Có hai người hà, quá đơn giản luôn. Ai? Rồi cứ giữ nguyên nó đi, giữ nguyên hiện trường đó. Chị, có phải anh Mão Vàng nè? Thì giữ nguyên hiện trường, rồi giữ nguyên hiện trường nha. Bây giờ sẽ mở cửa trái tim để cho hai bạn kiểm tra xem là cái phán đoán của mình đoạn đầu có đúng hay không nha. Mở cửa trái tim. Đúng không? Trước tiên là tặng của em đúng không? Rồi. Rồi, tặng bạn gái đi cái đã nè. Anh có quà tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Anh không trật. Trật trật. Có hai người cũng trật bên đây đúng không? Dạ không, sai. Trật luôn. Anh có suy nghĩ gì em nói về cuộc đời sống của em anh thấy sao? Nghe em nói thì cũng đồng cảm với hoàn cảnh của em. Có một cái nữa anh rất là ưng, cái là em thích hoạt động từ thiện. Em sống là em thích ai nó sống nó thẳng thắn. Sau này mình thí dụ có tiến tới hơn, lâu hơn thì sẽ tìm hiểu dài hơn. Nhưng mà giờ trước tiên mở cái cánh cửa ra tim này ra thì cảm xúc của hai bạn như thế nào? Em thì thấy là bạn cũng có điểm của em. Hợp gu mình không? Có phải có dính gì tới cái mẫu người lý tưởng của mình không? Cũng có dính. Còn em? Anh chắc cao 1m7 quá. Cao nhiêu không? 1m68. 1m68. Chắc em lùn quá. Quan trọng là cái tư duy không mà nhiều đó. Khi em lùng anh có thì bây giờ thôi, bây giờ vậy thì Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một món ăn trưa rất ngon tại nhà hàng Việt Phố ha. Rồi mời các bạn ha thưởng thức. Đây là món tôm sốt trứng muối hấp dẫn ghê chưa. Đây là cá sốt chua ngọt, nhớ vừa ăn vừa tâm sự nha. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay lại, chúc hai bạn ngon miệng. Rồi mời em đưa. Dạ em mời anh. Đồ ăn đi, làm ngon quá. Vậy là em ăn rồi, ăn ở đây rồi. Chưa. Chưa ăn sao em? Lần đầu tiên thấy nó ngon. Với lại em cũng ít lên Sài Gòn lắm anh ơi. Em ở dưới Biên Hòa mà. Hồi xưa em cũng làm trưởng nấu ăn trong nhà hàng á. Bếp trưởng. Nên cái gì em cũng biết nấu á. Em thích nấu ăn, nhất là vô bếp nấu cho gia đình ăn. Em đi làm bận quá về không có nấu ăn được, phải mua mì tôm ba mẹ con ăn. Còn bữa nãy em về sớm thì nấu ăn. Rồi em làm nó là thời gian em làm là sao? Em làm thị tư, em làm tự do đó anh. Có nghĩa là em đi bất hình lình á, mình không nói được giờ giấc, nhưng mà làm thời gian nó thoải mái hơn là được. Ở nhà với gia đình, lo cho con cái. Còn lo công ty thì suốt ngày công ty, không ở nhà. Bên anh là sao? Anh làm thì đúng ra là làm giờ hành chánh, nhưng mà cái công việc của anh thì nó cũng không có tiếp dân. Đi ra ngoài thì anh đi thoải mái. Tại vì khi mà xuống doanh nghiệp, xuống đầu đó hay xuống hậu dân thì anh đi thoải mái. Dạ. Nãy em nói em đi hoạt động từ thiện á. Dạ. Là thường thường em đi cái hình thức nào? Em thấy mấy đứa bạn nó đi á, em kêu cho vé đi chung. Tại vì em không có biết chỗ nào á, nhất là em thích đi chùa chiền, đi vô thăm những trẻ mồ côi á. Có khi nào em về mì về Tiền Giang không? Em mới về cách đây 3 năm. Lâu lắm rồi, giờ về trên đó đổi mới. Vậy em ở Biên Hòa, anh Tây Tiền Giang vậy là một tuần hay một tháng anh lên đi chơi hay sao? Ngoại trừ là việc anh đang buôn bán thôi, hoặc là anh đang có cuộc họp thôi.
Còn không thì thời gian anh rảnh anh có thể đi được. Nếu mà anh xuống anh phải điện thoại em trước, tại vì em không biết là cái giờ em đi nó sao em không biết. Đồng ý cho nhau cơ hội thì mình xin số phone. Chưa gì mà xin số phone, ai cho xin số phone? Tôi không cho xin số phone. Cái vụ bán hoa đó, bán hoa là bán hoa là sao? Ở đó thì ở gần chợ. Tự bán luôn hả? Tự ai kết? Em kết. Tự kết luôn. Dạ. Rồi khéo tay dữ vậy. Chắc anh này khéo tay hơn Cưng quá ha. Đoán anh vậy quá. Vậy anh tính sau này anh có lên đi kinh doanh không? Thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng mà ý em nói á, thí dụ anh lên đây anh kinh doanh kết hợp với em luôn được. Có nghĩa là anh làm bàn hoa nhưng em làm bên ngành này, thí dụ mà anh chuyển lên đây, anh chuyển lên đây như là anh mướn một cái nhà nhỏ hay sao đó, anh làm gần đây được không? Nếu cưới á, người ta có mục đích người ta mới lên chứ tự nhiên không có cưới tự nhiên nhiều khi nhiều khi thời gian em muốn xuống ảnh chơi mà xa quá sao em đi được. Trời ơi em đừng nói vậy chị hả, xa hơn em bảo bạn trai chị xưa xa hơn chỗ của em. Có nghĩa là lúc tìm hiểu á thì đương nhiên mình đàn ông mình phải chủ động mình lên mình thăm cổ, đúng chưa? Quyết định mà hai gia đình gặp nhau mà tiến tới hôn nhân rồi đó thì mình sẽ bàn bạc với nhau là mình sống ở đâu. Thí dụ anh không ngại, em ở Bình Dương đi chăng nữa, ở Biên Hòa phải không, đất lành chim đậu, ảnh vẫn lên trên đó ảnh sống được. Còn nếu như cái chỗ của ảnh mà công việc ảnh tốt hơn thì ở đâu mà kinh tế tốt thì mình phải làm. Nói chung cái gì phát sinh ra lợi nhuận thì nhưng em có thể làm. Nhưng mà tại vì em hỏi là anh có giờ lên đây làm được hay không thì chị trả lời thế luôn là chưa. Khi nào mà quyết định tiến tới hôn nhân cái đã thì người ta mới có cái ý đó. Rồi bây giờ cho các bạn chơi một trò chơi nè, mời bạn trai. Hai cái rồi chơi. Rồi hên quá ha. Lựa đi. Rồi nhường này cho cổ. Gọi tên ba thứ bạn và đối phương có cùng điểm chung. Thì nãy giờ trò chuyện em thấy anh này với em có cái điểm chung nào không? Ảnh có điểm chung là về ba cái nha. Gia đình. Ly dị đó hả? Dạ. Đổ vỡ đó hả? Dạ. Rồi chung, chung quá lớn. Cái thứ hai thì tôi phát hiện cái chung nữa nè. Ngại quá. Nói đi chứ gì đâu ngại cơ, không có gì ngại hết. Dạ. Hát cũng giống em. Rồi. Vui tính. Vui tính. Thật thà. Nói chung giống em. Giống em luôn. Dạ. À, còn thứ hai người giống nhau lắm, cái lỗ tai. Có lỗ tai giàu chịu sao nổi. Là tôi nhìn bên đây tôi thấy ông này giàu rồi, tôi nhìn qua cô này gấp đôi ông này luôn. Em có quan điểm giống chị đó. Đúng không? Mà công nhận là bên đây là cái lỗ tai là tôi đã thấy là coi như là khác người rồi đó. Nhìn qua cô này giống như là vị tướng luôn đó. Ghê thiệt. Em đi làm ăn ai cũng nói nhỏ này nó sau này giàu sống thọ lắm. Tôi rờn cái cho tôi hưởng bớt chút giàu coi. Trời ơi, lỗ tai tôi không có cái lỗ tai gì hết trơn. Buồn dễ sao buồn luôn á. Đó là điểm chung của hai người đó. Chúc hai người mau làm giàu nha. Này mà phối hợp kinh doanh với nhau nữa giàu chịu sao nổi luôn. Rồi đọc lớn lên. Theo bạn làm thế nào để có nụ hôn tình yêu mãnh liệt? Cái này mà đừng nói hai bạn không biết nha. Hỏi anh đó là gì anh? Đó là thật lòng. Không thật lòng là hôn sao? Mãnh liệt chỉ có thật lòng mới là mãnh liệt thôi chứ. Chúc hôn thử nha. Nếu bấm nút. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Bây giờ hai bạn hãy nhắm mắt lại nhé. Sau khi chị Tường đếm 3 tiếng, nếu mình đồng ý thì mình nhấn nút thật mạnh. Nếu không đồng ý thì chúng ta lấy tay ra khỏi nút bấm. 1 2 3. Rất nhanh, rất dứt quá. Như vậy là muốn một nụ hôn tình yêu mãnh liệt nè. Mặc dù nó có chút mùi tôm với mùi bò hay gì đó. Nắm tay nhau nè. Một nụ hôn đầu tiên để chứng minh, để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau. Mời hai bạn hôn nhau một nụ hôn tình yêu mãnh liệt. Dạ. Thôi cũng được. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm hiểu rút ngắn cái thời gian khoảng cách ha. Có tin vui thì báo cho Tường biết nha. Rồi chúc mừng hai bạn, nắm tay nhau đừng có buông ra nè, tay lạnh ngắt luôn kìa, nắm tay cổ. Tường sẽ gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, như vậy là hôm nay là các Tường đã hoàn thành vai trò của mình rồi. Để mai mối được một cặp đôi mà đã có gãy đổ hôn nhân thì áp lực của người làm mai cũng rất là khó khăn. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Số nguyên nhân chia tay của cả ba mối tình của em là nguyên nhân chính là do em nhậu yếu. Ba bạn nói toàn là biết nhậu không. Buồn quá. Buồn quá. Buồn quá.
tại nhói lòng. Cái gì của mình nó sẽ của mình, còn không phải thì nó sẽ không là của mình. Cho nên là em ok, em chấp nhận hết mọi cái. Nhưng mà cuối cùng thì nó mất thiệt chị ơi. Mất thiệt chị ơi. Mất đầu lắm. Mất đầu lắm. Mất đầu lắm. Bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa vời. Tình mình dù ngăn cách sông, chưa đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ em sao nghẹn ngào. Dễ chưa? Em một có một đam mê nhìn trộm người ta, nhất là nhìn trộm người ta đi qua đi lại, đi chơi thể thao. Khi mà nói ra một cái ý kiến gì đó mà em cảm thấy chưa được thuyết phục á, là em sẽ hay tranh luận. Tranh luận về quan điểm? Dạ đúng rồi. Và thường thường em tranh luận những cái vấn đề đó với ai? Thường là sếp em. Trời đất ơi, mình làm tranh luận với sếp luôn à. Nếu mà hôm nay gặp được đúng người, em chỉ có thể nói một câu ngắn gọn thôi. Em chỉ nói một câu thần tượng em nói thôi. Bạn gái bên kia nếu mà anh thích em á, anh sẽ nói em một câu thôi. Anh nuôi em. Anh nuôi em. Anh nuôi em. Tôi nuôi cô. Cát Tường và Hứa Minh Đạt thân hoan chào đón quý vị đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Từ lúc mà em làm MC á, em nghe được quá nhiều những cuộc tình hay cũng có, những cái mối tình lãng mạn cũng có, lãng xẹt cũng có luôn. Đôi khi mình trong tình yêu mình nhìn bên ngoài mình tưởng đâu là hợp, té ra ở trong không hợp. Không hợp. Có nhiều khi nhìn vô thấy nó không có đâu vô đâu hết trơn, mà cuối cùng hợp, bấm nút lia lịa. Bởi vậy không biết chương trình lúc nào nó cũng làm cho mình bất ngờ hoài luôn á chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương trình ngày hôm nay bằng sự xuất hiện của hai chàng trai của chúng ta nha. Wow, dễ thương. Và bây giờ trân trọng kính mời hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái. Chàng trai màu đỏ trước nè, em giới thiệu về bản thân mình nè. Lần đầu tiên quay hình thì đương nhiên nó hồi hộp lắm, lo lắng mất ngủ mấy đêm nay. Ghê vậy đó hả? Thật sự, nhưng mà hôm nay cố gắng tự tin xíu. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Hoàng Như Thắng, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1992, quê Bình Phước, hiện tại sống và làm việc ở quận Tân Bình. Em cũng kinh doanh nhỏ nhiều lĩnh vực quá, nếu mà kể về kinh doanh của em hết chương trình cũng không đủ nữa. Dịch em có bán khẩu trang, bán rau củ, bán cơm, nhưng mà hiện tại công ty em cũng mới đóng cửa. Cũng hơi buồn. Em muốn tham gia chương trình để lấy thêm động lực để tiếp tục triển khai những cái mới. Những cái dự án kinh doanh em sắp tới thì nó cũng hơi lớn lao bí ẩn nên em không có dám chia sẻ lên TV để cho mọi người làm theo em. Nhưng mà đã có kế hoạch rồi. Dạ em có kế hoạch rồi. Còn tại sao công ty cũ đóng cửa, là do hậu quả của dịch đó hay là sao? Dạ nói chung là dịch em làm mới được, tại em bán rau mà. Nhưng mà xong hết dịch em lại tham quá. Em đi ôm đờm em mở thêm chi nhánh ra, cái đầu hết dịch người ta không mua của em nữa, bị tham á. Chung là kinh doanh này cũng phải có máu liều. Và đôi lúc tham quá thì cũng thâm. Kinh doanh là nó phải như vậy, kệ bạo phát bạo tàn. Dạ. Hy vọng là cái kế hoạch gì mà đang ấp ủ của em mà chưa thể tiết lộ được đó. Vì chưa biết đó là cái gì, nhưng mà chị tin là một cái người mà nhanh nhạy nắm bắt được kịp cái thời cuộc như em là chắc chắn em sẽ thành công. Dạ em cảm ơn chị. Nè bắt tay có lấy hên nè. Chị Cát Tường là hên lắm á nha. Chị cho tí động lực nè. Dạ. Em cảm ơn chị nhiều. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là như thế nào? Điểm mạnh của em thì em cũng không có gì ghê gớm, nhưng mà em có khả năng nhịn hơn người thường rất nhiều. Trong mọi cái sự vật sự việc đó, em đều nhịn tối đa được luôn. Thứ hai nữa, ví dụ mọi cái mà áp lực xung quanh mà nó tới với em á, em đón nhận cách rất là bình thản. Chắc là do em cũng coi kinh Phật khá nhiều. Còn điểm yếu của em thì một cái điểm yếu nó rất là đau đầu, đó là cái vấn đề em sống bị cảm xúc quá. Ví dụ như người ta mượn nợ em đi, người ta không trả, em không ép được mà em còn động viên người ta cố lên, cuối cùng không lấy được tiền. Hài hước. Cô gái còn kéo màu đỏ mình giới thiệu đi. Dạ xin chào anh chị Tường và anh Đạt. Em tên là Trần Thị Hòa, hiện tại thì em đang kinh doanh shop quần áo và em sinh ra và lớn lên tại Yên Bái. Em đến đây là tính ra là được 4 năm rồi. Kinh doanh quần áo. Dạ. Mỗi shop quần áo riêng của em. Không, hiện tại em đang kinh doanh online thôi thì ước mơ của em chắc chắn sẽ có shop rồi. Em vô đây thì ở đâu? Dạ hiện tại em đang ở quận 8, em ở một mình. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Em thực ra chưa thấy điểm mạnh nào của em nó mạnh hẳn, nhưng mà điểm yếu của em chắc là hơi nóng tính. Nóng tính? Hơi nóng á. Lần nóng tính mà dữ dằn nhất của em đó là làm cái gì? Em cãi nhau luôn ạ. Cãi nhau luôn. Cãi nhau, tại vì bình thường em rất là ít khi cãi nhau. Đối với em thì em thực sự em không thích nói nhiều. Còn một khi em đã nói là chứng tỏ là em đã nóng á. Nóng lên có tác động vật lý được không? Tác động vật lý hơi quá. À không có hả? Không có đâu anh. Đập đồ.
Không anh, riêng đập đồ em tây tiếc tiền lắm, không đập đâu. Không đập đâu. Dạ. Nhưng mà phải có điểm mạnh chứ. Nãy giờ thấy em hoạt bát, lanh lẹ. Mạnh có thể là em hơi liều. Đôi khi em không biết là đằng trước em có cái gì nhưng mà em sẵn sàng em làm. Cũng có máu liều giống anh bên kia quá. Dạ đúng rồi, em cũng tự tựa như thế đó. Kinh doanh là phải liều đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì là kinh doanh lúc lên lúc xuống làm sao mà mình kiểm soát được không? Nên là phải liều anh ấy. Phải liều. Dạ. Rồi đó là thông tin của cô gái ngồi ghế màu đỏ. Bên đây chàng trai ngồi ghế xanh cười thành tiếng luôn. À, em giờ tới phiên em rồi đó. Dạ đến em. Em họ tên đầy đủ là Huỳnh Võ Kịnh. À, năm nay em Huỳnh Võ gì? Kịnh chị. Kịnh hả? Ca đi vô nặng. Tên lạ. Rõ dạ. Giờ mới nghe. Tại sao đặt cái tên ngộ vậy không? Dạ cái tên này là nó nối tiếp chị của em. Chị của em là tên Vàng. Vàng Kịnh có nghĩa là ông bà ta hồi xưa hay nói vàng kịnh là vàng bóng á. Khi mà ba em đi làm giấy khai sinh thì vô tình thêm chữ H vô ra cái tên của em đến giờ luôn. Hiện tại thì em sinh sống ở Đồng Nai, em 34 tuổi. Công việc hiện tại của em là em đang chuyển sang kinh doanh tự do khoảng gần một tháng đây. Cái mảng mà em đang làm việc là bên cái mảng nhà homestay. Trước đó thì em có làm việc bên quản lý chất lượng và quản lý sản xuất ở công ty ở dưới Đồng Nai. Nhưng mà hiện tại chỗ ở là ở đâu? Hiện tại em đang ở Đồng Nai, Xuân Lộc, Long Khánh. Tội lên đây cũng xa à? Dạ, chạy lên 100 cây. Đừng chừng nào về? Em định quay hình xong rồi định giữ dẫn bạn nữ đi nhậu rồi thì mai em về. Vậy mới được chứ. Tôi thích những người mạnh mẽ, quyết đoán, nói chuyện gì là rõ ràng, dứt khoát. Không ai bấm nút thì rủ chị Tường đi nhậu. Ừ. Em là em mến chị Tường lâu lắm luôn rồi. Em bắt tay chị Tường. Đúng hả? Có làm ăn gì không? Bắt tay tôi với ai cũng lấy hết cái hên của tôi nữa không? Không sao cả, lan tỏa năng lượng tích cực. Điểm mạnh điểm yếu của mình. Em thì cũng là một người khá là hòa đồng, thân thiện, vui vẻ. Sở đoạn điểm yếu thì hơi nóng tính một tí. Khi nóng tính lên thì cái biểu cảm, cái cảm xúc nó thể hiện ra ngoài khuôn mặt luôn. Khi đó em vẫn đang chưa khắc phục được. Sở thích của em á, em thì em là một người thích âm nhạc, thích hát hò, thích nói chuyện như vậy nè, thích giao lưu. Đến với chương trình thì Cạnh sẽ gửi đến chương trình một nhạc phẩm. Ghê ghê. Cho anh gần em thêm chút nữa. Ok. Cho Cạnh gần hai bạn nữ bên kia thêm chút nữa. Đúng rồi, mời em. Một chút nhớ em đây, một chút mơ chưa đầy, một chút thương em mà xa như khói mây, một chút nít hơi ấm, một chút thương ấm thầm, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Trái tim anh và dòng máu nóng để yêu em. Sẵn mời ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thức giấc thay giữa lòng ngực là hình bóng mây. Nắm tay anh đừng để anh đi, đừng để anh đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa vời. Bạn nữ đâu hát đáp lại cho chị. Cái giọng này chắc chinh phục được không biết đó, bao nhiêu con kia mà đó ra. Cũng nhiều cô rớt lắm nè. Người ta hát hay quá chừng á, cô gái ngồi ở màu xanh à. Bây giờ mình hát trước, mình tâm sự sao em ơi. Hát bài gì nè? Em sẽ hát một đoạn trong bài Hương Tóc Mạ Non. Rồi, về miền Tây nha. Hai chất liệu khác nhau luôn. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa. Trời trưa bóng dừa về quê em phù sa bát ngát. Tình mình dù ngăn cách sông chưa đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ em sao nghẹn ngào. Dễ chưa? Đúng xấu rồi chị ơi. Dễ chưa? Đừng có giỡn nha. Coi thường con gái là chết nha. Liền rồi, cô hay gái miền Tây giới thiệu nè. Dạ, em tên là Thanh Hiền. Năm nay em 26 tuổi, em tuổi Tý. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng, phụ trách bộ phận tuyển dụng. Em sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang. Điểm mạnh của em chắc là em giao tiếp và em nói nhiều á. Thì đó cũng là điểm yếu của em luôn, em nói hơi nhiều. Em hay tranh luận. Dạ. Cãi lộn á hả? Dạ không phải cãi lộn mà là khi mà mình nói ra một cái ý kiến gì đó mà em cảm thấy chưa được thuyết phục á là em sẽ hay tranh luận. Tranh luận về quan điểm? Dạ đúng rồi. Dạ thường thường em tranh luận những cái vấn đề đó với ai? Thường là sếp em. Trời đất ơi, mình làm tranh luận với sếp luôn hả? Rồi đó là thông tin cô gái mà cô gái màu xanh thích tranh luận. Hai chàng trai mình đặc biệt mà hai cô gái cũng không kém. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút về những cái tình trường. Rồi, bây giờ em hãy cho chị biết là tình trường của em sao. Em đã trải qua mấy mối tình rồi?
tình trường của em thì ba mối tình rồi chị. Ba mối tình. Em có đặc điểm là em không biết cua gái, thường ba mối tình đó là họ cua em trước. Gái nên, cua. Dạ, cho nên cũng đỡ. Nói chung là lúc mà những thời điểm hai cuộc tình đầu của em đa số là toàn là lúc em còn hơi nhỏ, cho nên là còn bồng bột với lại nó không có suy nghĩ gì, nó chín chắn lắm. Nhưng mà đa số nguyên nhân chia tay của cả ba mối tình của em là nguyên nhân chính là do em nhậu yếu. Ba bạn nó toàn là biết nhậu không. Hầu như ba mối tình của em là hay ra mấy cái bờ kè Trường Sa ngồi nhậu, mà nhậu đêm em uống không nổi, em về trước. Mà về trước thì người yêu mình sẽ đi ngồi nhậu lại với một người nào đó. Buồn quá. Buồn quá. Buồn quá. Tại nhắc tức nhói lòng. Nhiều khi bởi em nói em nhịn tới mức độ mà người yêu của em á ra ngồi nhậu bờ kè với bạn bè trai gái tùm lum em không biết. Em phải ra em ngồi uống sữa đậu xanh ở chợ Phạm Văn Hai, ngồi em đợi. Chừng nào xong em đón về. Nhiều khi tới 3-4 giờ sáng luôn. Em nghĩ em cũng gắng luyện đô lắm mà. Tiệm đậu xanh nào mà bán tới 3-4 giờ sáng nha? Dạ có, chị ngay chợ Phạm Văn Hai có một... À chị biết rồi, đối diện nhà chị xưa có mấy cái xe cho nhỏ đậu xanh đậu nành đó đó phải không? Dạ em tính cạnh tranh với ổng mà làm không lại ổng. Rồi tới 3-4 giờ chừng nào bạn gái kêu qua đón về. Dạ. Mà nhiều khi em nhịn tới mức độ mà có những bữa bạn gái em kêu là thôi anh đừng có qua, tại nói chung bên đây có mấy thằng trai đang thích em để em chọc nó chơi cho vui. Thì em cũng ok, em muốn sao cũng được, vui là được rồi. Thì em cứ suy nghĩ là cái gì của mình nó sẽ của mình, còn không phải thì nó sẽ không là của mình. Cho nên là em ok, em chấp nhận hết mọi cái. Nhưng mà cuối cùng thì nó mất thiệt chị ơi. Mất thiệt chị ơi. Mất đầu lắm. Mất đầu lắm. Mất đầu lắm. Sao đâu, em đã biết trước vậy rồi. Cái nào không phải của mình, phải của mình thì để vậy còn đau gì nữa. Em cũng coi nhiều cái video clip TikTok này kia về những cái chủ đề tình yêu á. Em cũng nghiên cứu tâm lý rất kỹ. Nhưng mà thật ra đúng ngay em rất là đau. Thậm chí đau tới mức độ mà em hơi bị lụy tình hơi nặng. Cho nên là cũng hơi bị nhói lòng. Em đau một cái là tại sao em nhậu không lên đâu được như người ta. Mấy chai. Nếu mà bình thường em uống mà với mấy ông anh như ví dụ anh Đạt của em uống nói chuyện chơi này kia khoảng 2-3 chai là em xỉn. Rồi. Còn ví dụ như mà bữa nào mà gặp cái đẹp gài kèo lắm em uống được 4 chai là đi móc họng ói. Đô em là đô bờ kè á. Bờ kè Trường Sa lại nói hơi bị nhiều luôn á. Giờ em muốn tăng đô không? Dạ không, em không có nhu cầu tăng đô, em tại đô em tới đó là nó hết rồi. Vậy thôi, có gì đâu mà phải là đau lòng với tổn thương. Mình đã chấp nhận số phận rồi mà còn đau lòng tổn thương gì nữa. Nhưng mà ba cái cuộc tình đó là ai là người nói lời chia tay? Thường em có thói quen em yêu ai vậy em sẽ không bao giờ nói là chia tay. Em sẽ yêu luôn, như em ngỡ là yêu suốt đời luôn nhá. Còn ai chia tay em thì em chịu, tại em nhịn rất tốt. Tức là trong mối quan hệ nhiều khi quen em thì có những cái tật xấu của họ em thấy hết, nhưng mà em vẫn bỏ qua được mà bình thường. Sao em không nghĩ là người ta thấy tật xấu của em ta chịu không được? Cũng có lý gì đó. Tại vì em nhịn được nhưng mà người kia đâu có nhịn được, hiểu không? Yeah. Em thấy tật xấu người ta em nhịn luôn, người ta nhậu em nhịn luôn, tới hồi nó đi với trai luôn, lúc đó em mới chấp nhận là bị bỏ. Nhưng mà ngược lại người ta thấy cái khuyết điểm của em, ông nội này không biết nhậu mà không chịu học, người ta bỏ em trước. Mỗi lần mà chia tay em níu kéo như một thằng khùng vậy. Mối tình cuối thì sâu đậm nè, là quen bao lâu? Mối tình cuối em quen 4 năm. Nói chung là ngoại trừ cái vấn đề là một đám cưới ra thì cơ bản hai đứa cũng cơ bản là như vợ chồng rồi. Tại vì quê em ở Bình Phước thì em cũng dẫn bạn đi về đám cưới, bạn bè em hầu như ai cũng biết. Thậm chí mấy hôm nay em thất tình em up lên này kia anh em cũng khuyên nhiều. Cái lý do chia tay là em nói chung là thật ra gần đây cái công ty làm rau củ của em nó không có được thuận lợi. Thì em cũng mới đóng cửa công ty, em tuyên bố là phá sản trắng tay. Thì em nghĩ là hai đứa cũng kinh doanh nhiều cái, không có lý nào mà vì chuyện đó mà bạn nó bỏ em. Nhưng mà cái đỉnh điểm của hôm đó là em mệt. Thế xong em kêu bữa nay về sớm mai ra ngân hàng kiếm vay tiền anh kinh doanh. Cái bạn đó nói em lỡ rủ bà chị nhậu rồi. Thì hai người nhậu nhau khoảng tầm 3-4 chai bia gì đó rồi về. Nhưng mà nhậu phát tới 2 giờ sáng em gọi điện không được. Em mới chạy ra quán nhậu kiếm không có. Cuối cùng bạn nó đi 2 ngày 2 đêm. Đến bây giờ em vẫn chưa biết là đêm đó bạn nó đi đâu 2 ngày 2 đêm. Sau đó về buổi trưa hôm đó về bạn nó nhắn tin chia tay. Em mới kêu là có bản lĩnh ra gặp mặt chia tay. Và kết quả là gặp mặt chia tay thiệt. Chia tay thiệt. Chia tay thiệt. Là có bản lĩnh liền. Rồi bây giờ chồng vẫn chưa biết là 2 ngày 2 đêm nó đi đâu. Dạ em vẫn chưa biết được. Nói chung em cũng giỏi về công nghệ thông tin, em cũng hack Facebook này kia, em cũng suy nghĩ là chắc là 2 đêm đó đi với một anh nào đó, có thể là đi Vũng Tàu chẳng hạn, chắc vậy. Nhưng mà mai mốt em sẽ không về hack nít nữa, hứa luôn. Hack đau khổ thêm chứ làm gì đâu. Vô hack để đọc á. Dạ hack vô đọc lên, cuối cùng đọc còn tự chuốc khổ cho mình không chị. Đúng rồi, chi vậy mệt mỏi vậy. Hack được luôn hả? Dạ nói chung là có chiêu Zalo em vẫn hack được mà. Đừng hack của chị nha. À không, đâu phải muốn hack là dễ đâu, muốn hack là phải có một cái điện thoại của chị em mới hack được, chứ còn không tự hack được. Nếu mà em hack được vậy thì em ngồi em tỷ phú luôn rồi. Đâu có, nhiều khi giờ em ngồi em tù á chứ. Cũng có lý vậy. Hợp lý. Nếu mà chị hỏi về mối tình cũ này kia rồi em sẵn sống truyền hình, em mượn truyền hình em chỉ nói với người yêu cũ cuối cùng em một câu thôi. Thật ra anh níu kéo em không phải gì, anh yếu đuối hay gì, anh không muốn em mất đi một thằng như anh. Thật sự anh biết anh yêu em tới mức độ nào mà. Nếu mà có thể đổi một cái phổi, một trái tim để cho em sống, anh vẫn chấp nhận điều đó. Bất cứ một cái thứ gì trên đời mà cần với em anh đều chọn em hết. Nhưng mà thôi,
duyên hết chịu rồi. Anh mấy hôm nay cũng đọc kinh Phật nhiều, anh buông bỏ được rồi. Hay chị. Ngày hôm nay là buông bỏ nè, hôm nay nếu gặp được người yêu đúng ý mình nè, rồi mình còn cái gì cho người ta nè. Nếu mà hôm nay gặp được đúng người, em chỉ có thể nói một câu ngắn gọn thôi. Em chỉ nói một câu thần tượng em nói thôi. Bạn gái bên kia nếu mà anh thích em á, anh sẽ nói em một câu thôi. Anh nuôi em. Anh nuôi em. Anh nuôi em. Tôi nuôi cô. Nếu mà hồi xưa mà em học anh diễn viên hài kịch có thể cỡ anh Đạt với anh Trấn Thành thì cũng không có cửa với em đâu. Đúng rồi, không có cửa với em thiệt tình. Em chấm một câu á là anh muốn chết thì chấm một câu này mà đẹp đẹp chút tao bắt về nuôi luôn á. À, chị giống người yêu thứ tư của em rồi đó. Mẹ nó chị luôn rồi á. Chị giống người trời ơi, có ba cuộc tình mà chị là xem thứ tư rồi đó là chị mệt rồi. Thì thấy lâu lâu mới làm mai làm bốn là có cái chuyện đó, có cái ngày đi quay mà nó vui như ngày hôm nay, thiệt là vui hết sức luôn à. Chúc mừng em nha. Bây giờ nè, vô vấn đề chính là muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào. Em chỉ suy nghĩ là người bạn gái mà em tìm đầu tiên vô yếu tố quan trọng nhất á là đừng có nhậu sau 12 giờ đêm. Ví dụ nhậu sau 12 giờ đêm có thể là ra bùi viện nhậu có thể hú em ra nhưng mà uống ít thôi, uống nhiều quá ép em hồi muốn không nổi em xỉm về trước rồi lại có chuyện nữa. Rồi, gì nữa? Còn thứ hai nói chung là sau những cái gì mà đã trải qua thì em thật sự một người phụ nữ làm sao ở phía sau động viên em. Tại vì cái máu em không phải là cái máu của người thường. Em muốn làm kinh tế, làm kinh doanh. Em muốn được giàu có cho nên em muốn là người phụ nữ phía sau nâng tầm em lên, ủng hộ em là được. Vậy thôi, đông tay nó bắt để em ngoài em xử lý cho. Em không cần là phải nấu ăn ngon, tại em nấu ăn rất ngon. Cũng không cần phải dọn dẹp nhà cửa, cũng không cần mấy gì hết trơn. Cũng không ngại vấn đề làm dâu hết trơn. Nói chung là em đi đâu cứ đi theo đó là được. Em cần gì phụ em đó. Tại vì nhiều khi hậu Covid tới giờ nhiều khi đó hay quên, ai nợ tiền mình thì em nói là giùm anh, còn anh nợ tiền ai thì cái đó quên được, ok. Nó hay quên. Ngoại hình. À ngoại hình khá quan trọng. Thật ra quan điểm tình yêu của hiện đại ngoại hình đó là cái yếu tố khá quan trọng. Tại vì ba người yêu của em hầu như ai cũng nói chung là cũng có ngoại hình á, cho nên em cũng muốn có ngoại hình chút xíu để làm gì, để kiểu như là mình khi mình cưới và làm vợ rồi mình thấy ngoại hình vợ mình cũng ok để mình khỏi phải đi ngoại tình mất công. Đúng luôn. Có cái chuẩn ngoài không? Ngoại hình như thế nào là chuẩn? Em chỉ cần cảm thấy nhìn vô là dễ thương, đập vô mắt mình ok là được rồi. Em chứ em đâu dám đòi hỏi đâu, đâu phải lên đây thi hoa hậu, tiễn người hoa hậu đâu. Okay. Ai biết của em sao được, để người ta làm mai được. Cao nhiêu hay là cái gì đó. Cao nhiêu, số đo ba dòng nhiêu, tóc dài, tóc ngắn. À dạ, nếu mà nói cụ thể là vậy thì em chỉ cần một bạn nữ. Nói chung là cao ít nhất 1m55 trở lên. Tại vì nếu mà thấp quá, đứng hung em đâu tới đâu. Rồi. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 75. Rồi. Còn tóc tai này kia thì cứ thời 4.0 mà. Miễn sao thấy mặt hợp với gương mặt là được. Muốn nhuộm màu gì nhuộm mà đừng có nhuộm mấy cái màu mà nhìn nó dơ dơ quá là được. Cái đó em tư vấn được. Màu nào là màu dơ? Có những cái màu ví dụ như cái làn da mình nó đã đen rồi mà mình xăm mình lên nữa, xong mình nhuộm một cái màu mà kiểu như cái màu xanh mà kiểu như xanh da trời mà nó lỡ lỡ nhìn nói chung là nó dơ. Dạ kiểu vậy. Người yêu cuối của em thật ra cũng không được đẹp lắm đâu. Em chỉ là người tư vấn bạn nên đi sửa mũi, sửa xong phát lên tầm hot girl luôn. Vấn đề là cái tiền sửa mũi ai trả? Thì cái tiền đó lúc đó em dịch em bán rau được, quá bạn nó lấy cái tiền bán rau của em nó bằng sữa. Bây giờ chia tay bắt đầu không lẽ đòi quà đòi lại cái cục sượng đó. Em thích sắc mày được rất là em mê lắm nha. Em lên đây kiếm bạn gái, phải lên đây để ra tiền đúng nha. Thật ra chia tay có cái lúc chia gia tài đó. Thật ra hai đứa em vẫn có chia gia tài. Nợ của ai bao nhiêu là cuối tháng chuyển về hai đứa sẽ chia đôi một đứa một nửa. Nó vẫn còn dính những cái đó. Là quá trình hai đứa làm chung 4 năm nay. Còn cái xương mũi đó thì thôi trên sóng nhà nó nói luôn anh tặng cho em đó. Khỏi trả. Gu em sao? Nếu mà gu của em á thì đương nhiên cũng như là gu của anh Đạt vậy thôi. Ví dụ như lấy chị Lâm Mỹ Dạ làm chuẩn tầm đó là ok rồi. Trời ơi. Thường thường á cái khúc này là buồn lắm mà sao bé này gửi kể vui dễ sợ luôn á. Sao em vui gái nãy giờ nghe chuyện tình của ảnh em thấy sao? Em tính hỏi ví dụ là em có nâng ngực xong rồi nhớ đến lúc đòi lại đòi hai cục đấy. Ừ, đúng rồi. Ủa bây giờ anh hết bán rau rồi sợ không có tiền cho nâng ngực quá anh phải đi vay ngân hàng. Nhưng mà yên tâm nha, anh nuôi. Nhưng mà để trong phim chị ơi, trong ngoài thực tế thì hên xui nha. Anh xui. Dạ. Nhiều khi em hên sao? Tình trường của mình trường sao? Em sao nè? Thì em có 3 mối tình. Một mối là em yêu từ hồi năm em lớp 8 nhưng mà yêu đơn phương thôi, tỏ tình đến chục lần mà không đủ. Cái mối đấy thì nó đúng như kiểu cơn mưa rào á. Khi mà nó đến thì em cũng bất ngờ lắm. Em không biết em thích từ bao giờ. Nhưng mà em rất thích nhìn trộm người ta. Em một đam mê nhìn trộm người ta, nhất là nhìn trộm người ta đi qua đi lại đi chơi thể thao. Dạ. Em theo người đuổi người ta tầm 3-4 năm thì người ta công khai người yêu, rồi dần dần người ta tốt nghiệp thế là em cũng hết mối tình đó. Mối tình thứ hai thì nó bình thường, nó cũng trôi qua rất là bình thường luôn.
Còn đến mối tình thứ ba của em là em yêu một người đàn ông có vợ. Thực ra là em không biết người ta có vợ đâu, tại vì lúc đó người ta đến với em là như kiểu là bạn của em quen bạn của ông ấy, rồi ông ấy lại dựa rảnh quá mà thừa người mà thôi quen em đi chơi đấy, thì mới thách nhau là tán em thì đổ thôi, tán thì đổ thôi. Tại vì người ta nói chuyện hay lắm, thì người ta cứ nói trong vòng một tuần thôi là em nói cái gì là em chấp hết cái đấy, là em nghe hết rồi em đổ thôi. Rồi đến lúc nào em mới phát hiện ông có vợ? Rồi đến một ngày mà em bị tai nạn, em bị tai nạn xe máy, thì lúc đó em không có người thân ở đây, em gọi ông thì ông chạy ra rồi ông đưa em đi bệnh viện. Sao kêu bằng ông, lớn lắm hả? Hơn em gần hơn một giáp mà. Đưa em đi bệnh viện. Thì sau cái bữa đi ở bệnh viện đấy, buổi sáng hôm sau anh nhắn tin cho em là thôi anh về Bắc đây, em ở lại nhé. Em mới hỏi lại là anh có vợ chưa. Thế là anh gửi cho em một tấm hình gia đình. Là lúc đấy bắt đầu vừa đau vừa khóc, lại còn thêm mưa nữa. Tự nhiên lúc đó sao, tại sao phải hỏi lúc đó? Hồi trước giờ ông lúc quen ông hỏi mà tự nhiên khúc đó tay. Tại vì em, bạn em nói thì ông này kiểu gì cũng có vợ rồi mà em không có tin. Tại vì lúc đấy em nghĩ là ai xấu như anh đấy thì chỉ có em chọn thôi chứ ai chọn. Ủa xấu lắm hả? Dạ xấu. Thế tại sao em chọn? Tại vì em không yêu bề ngoài, em yêu cái cách người ta nói chuyện. Ngày xưa em cũng xấu mà, ngày xưa cũng xấu nên là đũa nọ gặp đũa kia thôi. Nên là em nghĩ là người ta xấu thì mình cũng sẽ hợp với người ta. Thi thoảng người ta gọi cho em thì em vẫn nghe. Tại vì gia đình người ta hạnh phúc thế mà, bây giờ mình chen chân vào mình được cái gì, trả được cái gì mà chắc chắn người ta sẽ không bỏ vợ. Người đàn ông đã có vợ rồi, hiếm ai bỏ vợ lắm. Đúng rồi, cho nên á, dù em có vợ đẹp đi chăng nữa ra đường thì em vẫn có bồ bình thường nha. Chung thủy hay không là do mình chứ không phải do vợ đâu nha. Vợ đẹp ra ngoài đường vẫn vậy, tại vì đàn ông là thích cụ lạ thôi chứ không cần đẹp. Đàn ông là 99,9% rồi, tôi nói câu này nữa tôi bị chửi nữa. 99,9% đàn ông cuộc đời này là ngoại tình. Còn lại những người đó là chưa có cơ hội, chưa gặp người, chưa gặp thôi. Muốn tìm một người như thế nào? Nếu mà như em là nóc nhà đi thì em phải tìm một người là trụ nhà, chứ không phải là lúc nào cũng nghiêng về vợ. Bởi vì em là người trẻ, em có rất nhiều cái gọi là bồng bột đi. Nếu mà không có người nắn lại em thì làm sao nhỡ cái nhà nó cứ theo cái chiều hướng đi xuống đất. Nên là em tìm một người đàn ông là che chở được cho em, và thứ nhất là làm được cái trụ nhà. Nhiều khi em khẳng định là nhiều khi em cãi sai đấy, nhưng mà em cố cãi thôi. Em biết em sai nhưng em xin lỗi, nhưng mà người ta phải biết là em sai đấy, ngày sau nói lại em. Chứ không phải là để a dua theo em là ừ em đúng em không đúng, xong rồi đến lúc một ngày thì nó sai bét, rồi đến lúc em nhận ra quay lại mệt lắm. Ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì em không yêu cầu gì đâu, miễn là đừng thấp hơn em là được. Còn em là có 1m55 thôi, chắc là ít anh nào dưới 1m55 lắm. Được rồi, và hy vọng hôm nay sẽ có những cái sự trùng khớp ổn nhau ha. Tới phiên em á, nãy giờ cười hoài hả? Em nghe bạn nữ với bạn nam bên đây chia sẻ mà em sợ luôn. Sợ nhiều chị, nhìn lại của em chắc là không bằng 1/3 của mấy bạn nữa. Mấy mối tình rồi không? Dạ, của em chỉ có vỏn vẹn 2 mối tình thôi. 2 mối tình, kể nghe cho nè. Mối tình thứ nhất thì em sau khi em đi học, em đi xuống Củ Chi, em có làm bên kỹ sư thiết kế. Thì em có quen một bạn cũng bằng tuổi, cũng 89. Sau đó thì em quyết định đi Nhật làm việc, thì em đi học tiếng Nhật. Em đi học tiếng Nhật thì lên thành phố thì bạn nữ ấy ở dưới Củ Chi làm việc và không muốn lên thành phố sinh sống. Quan điểm sống của hai người khác nhau nên em chọn con đường đi Nhật và chia tay. Qua Nhật bao nhiêu lâu? Em đi 3 năm ạ. Em đi Nhật 3 năm về thì em lại quen mối tình thứ hai, cũng là trong câu lạc bộ học tiếng Nhật. Mối tình đó thì ngược lại như em vậy. Em thì đi Nhật về Việt Nam, muốn lập nghiệp ở Việt Nam và định cư ở Việt Nam, còn bạn nữ đi học tiếng Nhật lại muốn qua Nhật làm việc ở làm việc bên Nhật, không muốn ở Việt Nam với em. Thì em chia tay tay trong im lặng khoảng gần 3 năm rồi. Dạ. Ngộ quá ha. Dạ. Em toàn là trâu lội ngược bò lội xuôi không ha. Dạ đúng rồi ạ. Sai thời điểm. Mẫu hình người phụ nữ lý tưởng em là gì? Cao 1m55 trở lên. Có ngoại hình cân đối tí ạ. Khuôn mặt ưa nhìn. Em thì thích phụ nữ để tóc dài. Nhuộm sao mà đừng có lè lè quá thì được. Da thì em thích da trắng. Tính tình sao? Dạ tính tình em thích một người trưởng thành, có lập trường riêng, có máu kinh doanh tí à. Tại vì em dự định là em sẽ cưới vợ và em sẽ mở cho vợ của em một cái cửa hàng bán mỹ phẩm hoặc là bách hóa hay là các kinh doanh các mặt hàng gì đó. Nên em thích một bạn nữ kinh doanh như vậy. Nói chung bây giờ là tài chính của em là đầy đủ hết rồi. Nhà có, đất có, chỉ thiếu người phụ nữ bên cạnh là ok. Lý tưởng quá. Dạ hiện tại em ở một mình một nhà, không làm dâu gì hết đâu ạ. Em đang ở nhà riêng. Thì ba mẹ ở đâu? Ba mẹ thì ở cách đó cũng 2-3 căn. Em ở riêng lâu. Dạ. Chị hiểu rồi. Nếu trường hợp mà bạn ấy muốn lập nghiệp trên thành phố Hồ Chí Minh thì cũng được chị. Nhưng mà với yêu cầu là bạn ấy là phải có máu kinh doanh một tí. Dạ. Chị hiểu rồi. Nói chung cái chuyện ở đâu tính sao. Dạ. Tùy theo tình yêu của đám, phải không? Đó là câu chuyện của anh chàng ngồi ghế màu xanh. Giờ tới em nè, chuyện tình yêu như thế nào? Từ hồi lúc học cấp 3 đến nay thì em chỉ có một duy nhất một mối tình.
kéo dài là 6 năm. Chỉ có một mối tình duy nhất thôi, mà dạ, mối tình đó kéo dài được cấp 3. Sau 6 năm thì lúc đó là tụi em bắt đầu tốt nghiệp. Sau khi đi làm rồi mình có những cái quan điểm không còn đồng nhất nữa, và không còn tìm thấy điểm chung. Tại vì 6 năm rồi, cũng cần một cái kế hoạch để đi xa với nhau. Thì bạn đó không có những cái thứ đó, và em đã quyết định dừng lại. Có vương vấn gì không? Dạ cũng 3 năm rồi á, thì mọi thứ nó đã kết thúc rồi. Có máu kinh doanh gì không nè? Em thì em thích tự chủ tài chính, nghĩa là em muốn tự làm công việc riêng của em, chứ em không thích nội trợ và mãi tập trung ở gia đình không. Máu kinh doanh thì chắc em thích đầu tư hơn. Còn kinh doanh thì em chưa nghĩ ra sản phẩm gì để kinh doanh. Cái đó sẽ là một thời gian sau. Ví dụ em tích đủ điều kiện cho bản thân mình, rồi bắt đầu mình tìm kiếm cái sản phẩm hay gì đó để mình kinh doanh. Mẫu người đàn ông lý tưởng em là gì? Dạ, em thích người đàn ông trưởng thành, có ý chí cầu tiến, yêu gia đình một tí. Tại em cũng hơi hướng rất là yêu gia đình, tôn trọng người lớn và rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nói chuyện văn phòng quá vậy ta, nó gọn gàng giống như là ở đây là một chồng vợ, cái chỗ này là phải để bút vô bút, ở đây là phải máy tính, nó khô khổ vậy hả? Công việc của em là tuyển dụng á, nên sẽ phỏng vấn các bạn nhiều á, nên bắt đầu cái phong thái của tụi em giống như gọi là bệnh nghề nghiệp á. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ đúng rồi chị. Rồi chàng trai đó trước nha. Dạ em là Tuấn. Hôm nay em tới với ai? Dạ hôm nay em đến chung với anh Kình. Anh Kình. Thế thì bây giờ nhận xét về hai cô gái bên đây như thế nào? Hai bạn nữ bên đây rất là xinh đẹp và rất là giỏi giang. Theo quan điểm của em á, thì bạn ghế màu xanh thì sẽ phù hợp với anh Kình hơn. Về tính cách và ngoại hình thì tương đối phù hợp. Rồi, gọn gàng. Gọn gàng. Rồi, mời em gái. Em tên là Trang, em là bạn của Thanh Hiền, ghế màu xanh. Em thấy hai anh rất là dễ thương, rất là vui, rất là hài hước. Về phía em thì theo em thấy thì anh ghế màu xanh hợp với bạn em hơn. Tại vì cũng đi nhậu rồi ca hát rồi với lại thấy anh ghế màu xanh nhìn chung thì em thấy hợp với bạn em hơn. Người nhà của hai bạn màu xanh thấy cũng hợp với nhau lắm. Thấy hợp không? Thấy hợp luôn hả? Mở cửa trái tim. Tôi tươi lên chứ trầm buồn vậy. Dạ, hồi hộp gì? Hồi hộp cái gì? Hồi hộp cái gì? Em tính là tặng quà là em sẽ tặng có một cái sự chủ đích bạn nào mà em thích mà em sẽ gắn bó suốt đời á. Em sẽ tặng con này. À, chứ mà anh xin phép tặng cho em, chúc em mọi điều tốt đẹp ha, tất cả ha, công việc mọi cái. Chủ anh này cũng uống trà sữa chứ không cũng nhậu. còn em ghế đỏ anh cũng xin phép tặng gửi em. Chúc em tất cả nha. Con nó đặc biệt hơn mà phải không? Dạ con nó đặc biệt lắm. Mở cửa trái tim ra thì cảm xúc đầu tiên của em như thế nào khi nhìn thấy hai cô gái của chương trình? Chắc mình nói thật lòng đi ha. Em thấy hai bạn nói chung là ngoại hình dễ thương, nói chung nhìn là có cái độ hiền rồi. Tại do môi trường tiếp xúc thường, tiếp xúc mấy bạn nữ nó hơi dữ. Nhìn hai bạn này có cái nét rất là hiền. Mẫu phụ nữ kiểu như là hiền dễ thương vậy em ít được gặp đó Đạt, tại đa số môi trường tiếp xúc những cái bạn nữ toàn là đồ bất tử không à. Đó cho nên là cái cách thần thái hay gương mặt hay là ăn nói của họ cũng khác. Không biết nói sao nữa. Không biết nói sao nữa. Gì mới gặp bạn gái mà thở ra trời. Như gặp hai người phụ nữ đẹp thì tiên ngồi thở ra. Sao tại bị rung quá chị. Quên nữa. Anh hỏi em sư tử một xíu. Em ôm sư tử, ôm gấu sư tử đúng không? Em có thể chia sẻ nhẹ ví dụ quan điểm tình yêu của em như thế nào được không? Tại đến đây chủ yếu là anh kiếm tình yêu chứ phải về đây để anh kiếm kinh tế trong đây. Nếu mà anh hỏi kiếm tình yêu á thì em thế này, quan điểm của em là tình yêu và kinh tế nó đứng ở hai cái gần như song song nhau. Có thể cái tình cảm nếu mà bản thân em bây giờ em còn trẻ thì có thể cái tình cảm em đặt lên nhiều hơn, nhưng mà sau khi có gia đình em có con thì em sẽ đặt cái kinh tế nhiều hơn một xíu. Còn hai cái này nếu mà anh hỏi em chọn nào em sẽ không chọn cái nào cả, tại vì em sẽ chọn cả hai cơ. Sắp tới ví dụ như là kinh tế thì mình sẽ làm cái này cái kia nọ, nói chung rất nhiều cái. Thì ví dụ như em có cảm thấy là cái độ tuổi của em là em muốn là tình yêu nhiều hơn so với kinh tế không? Tại dính với anh là toàn là công chuyện không à, đầu óc anh lúc nào cũng vậy hết trơn á. Nhiều khi sợ em chịu không nói nhiệt á. Nếu mà nói về công việc á, em cần một người đàn ông khi mà anh đi làm thì anh hết tâm về cái công việc. Còn khi anh đã về nhà với em, về nhà với con thì anh sẽ đứng ở cái vị trí là người cha, chứ anh không phải là đứng ở vị trí giám đốc, anh chỉ xuống thế này. Nó sẽ khác nhau. Ví dụ anh ra ngoài đường, anh trong công việc, có thể em sẽ đi cùng anh thôi. Nhưng nếu mà anh mang cái công việc của anh về nhà áp lên vợ và con thì điều đó không chấp nhận.
À rồi anh hiểu rồi. Dạ. Anh thì nói chung là bị hơi bị lạm dụng cái tính công việc. Anh cũng sẽ cố gắng cái gì đó gọi là thay đổi chút xíu, nhưng mà chủ yếu là anh muốn hỏi là làm này làm kia anh sẽ nhờ em phụ. Em có muốn hỏi gì anh không? Trong một ngôi nhà em là cái nóc rồi. Anh có lúc nào nghe theo em không? Ừ, lúc nào anh cũng nghe theo em hết. Nãy không nghe người ta chia sẻ là người ta không thích người đàn ông mà phụ nữ nói cái gì cũng nghe. Nhưng mà em không thể nào thay đổi được cái tính đó của em thật sự. Em thật lòng, không có là em dạy gái luôn. Đối với em người phụ nữ nó quan trọng lắm. Tất cả mọi cái kim chỉ nam em đều hướng về phụ nữ hết trơn. Chỉ cần rảnh rỗi suy nghĩ là em lại kiếm người phụ nữ. Còn dù người phụ nữ kêu gì được trơn, nói chung muốn ăn gì, muốn đi đâu, muốn làm gì quyết hết đi. Khỏi hỏi ý kiến em, chắc chắn em sẽ đi. Cho nên em mẫu người nó bị như vậy rồi. Nhiều khi muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Chỉ có duy nhất thôi là lúc mà vô công chuyện á, làm này làm kia thì cái đó ok là anh quyết hết trơn, không có cơ hội quyết cho anh đâu. Khỏi cãi. Tại vì muốn cãi với anh á là phải đưa một cái lý hay hơn. Ví dụ hồi xưa em quen bạn gái, em tuyển nhân sự một tháng dụ 8 đến 10 triệu. Bạn nói sao lương cao vậy? Em nói vậy bây giờ em kiếm được một người nào đó lương thấp hơn đi thì anh nghe em, còn không có thì cứ để anh xử lý. Đó em muốn là một là góp ý là có giải pháp luôn, còn không để em xử lý. Chứ đừng bàn ra phải không? Dạ kiểu vậy. Tại vì em đã giải quyết, em thấy nó đã ok nhất rồi. Thị trường giá nó vậy rồi. Mình đè lương, mình bóc lột sức lao động người ta quá, sống nhà không có đứt. Rồi lâu quá, tới người này. Dạ, để anh Châu à. Ngồi chờ cũng hơi lâu rồi. Sorry. Anh có quà gửi cho em. Cảm ơn. Anh có quà gửi cho em. Dạ rồi, cảm ơn nhé. Cảm nhận của em khi mà cánh cửa trái tim mở ra nhìn thấy hai cô gái này như thế nào? Cảm nhận của Cạnh dành cho hai bạn nữ là rất là dễ thương ạ. Về ngoại hình là ok, ổn áp ạ. Em thì em lại có thiện cảm với bạn gái xanh hơn. Thì cũng gọi là thuộc cái tip người phụ nữ của em đang tìm kiếm. Có nét gọi hiện đại và cũng có truyền thống ở trong nữa. Bạn ngồi ghế đỏ thì là nhìn có vẻ là khá là cá tính chị ha. Đó là cảm nhận của em ạ. Rồi. Dạ, em gửi. À, trời, cảm ơn em quá. Cảm ơn em nhiều. Rồi, cảm ơn em. Cảm nhận của em về hai chàng trai của chị như thế nào? Hôm nay hai bạn rất là lịch sự, rất là nam tính. Em thì cũng sẽ thấy thiện cảm hơn ở bạn nam ghế xanh hơn. Hai bạn có thể trò chuyện với nhau một xíu đi. Nếu mà người ta có thiện cảm với nhau thì mình nên nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Hiền ơi, anh kết nối với em tí nha. Dạ. Hiện tại thì Hiền ở thành phố, ở chỗ nào vậy em? Dạ, em đang ở nhà bè. Mới nãy đó, Hiền chia sẻ là Hiền hơi tranh luận tí đúng không ta? Dạ. Tranh luận ở đây là sao vậy Hiền? Chỉ là khi bất đồng quan điểm với nhau thì em hay tranh luận. Không phải là thắng thua mà là tranh luận ở đây để rõ, hai người rõ hiểu ý. Một là thống nhất theo một ý của người nào đó. Hai thì hai người sẽ đi hai đường nhưng mà vẫn tôn trọng ý của người kia. À, khi mà người ta không đồng quan điểm với em thì em giận, em thể hiện cái cảm xúc ra như thế nào vậy Hiền? Nếu mà em tranh luận mà em thấy cái đó quá đúng, cái phần trăm đúng nó quá nhiều thì có thể là em sẽ khóc. Em tranh luận mà thua mà em thấy cái phần đúng của em nhiều hơn thì em sẽ khóc. Là tức, ấm ức quá. À, dạ đúng. Cho nên phụ nữ luôn đúng nha trời. Dạ em biết rồi chị. Ví dụ như anh một tuần anh lên thăm Hiền một lần được không? Tại vì anh ở Đồng Nai, anh đi về Thủ Đức cũng khá thường xuyên. Dẫn em đi ăn hoặc đi xem phim hoặc hẹn hò với em một tuần một lần được không? Dạ được ạ. Tại vì công việc em cũng bận, chỉ có cuối tuần mới rảnh. Em thích ở cái kiểu như là thích ở chung cư hay là thích ở nhà riêng của mình? Hiện tại là em đang ở chung cư. Còn nhà riêng hay không nó tùy theo quan điểm lúc đó em lập gia đình. Em không có giới hạn, nhưng mà ví dụ như sau này có con á thì em vẫn nghiêng về chung cư hơn. Em hỏi gì không ạ? Biết là gia đình anh có mấy người? Gia đình anh có 5 anh em. Anh là con kế Út, ai cũng có gia đình hết rồi. Anh là đang lập nghiệp ở Đồng Nai, gia đình anh cũng ở gần đó. Nhưng mà sau này anh lên với vợ anh sống thì có được hay không? Ok, em không có vướng bận gì hết. Tại vì anh ở một mình, cuộc sống của anh, tương lai của anh là anh quyết định. Nhưng mà ba mẹ anh sau này lớn tuổi thì sao, có cần phải anh ở bên không? Ba mẹ anh lớn tuổi thì có chị anh lo rồi. Kỳ vậy, chị đi theo chồng chứ sao chị lo cho ba mẹ? Chị của em lại thích chăm lo cho ba với mẹ hơn. Còn em với anh trai ở nhà thì ba với mẹ kêu cứ lo cho vợ là được. Ở đâu cũng quan trọng. Con mà có hiếu dù ở xa 80.000 cây số vẫn có hiếu, mà con bất hiếu ở trong nhà nó cũng không làm gì cho ba mẹ đâu. Đúng không ạ? À? Bây giờ các bạn chia sẻ cũng nhiều rồi, bây giờ mình qua nắm tay nhau mình nói chuyện đi. Mình đo cảm xúc coi được thì mình là tới luôn. Sao không? Em trầm tư quá vậy? Sao mặt căng vậy? Anh tịnh qua trước. Anh tịnh học kinh nghiệm. Đúng rồi, qua trước đi, hồi nãy giờ toàn là bị động. Dạ, em là bị động đúng không ạ? Bị động đúng không ạ? Giờ chủ động đi. Dạ. Đúng rồi. Anh nắm tay em nha. Nói gì nói đi, chốt kèo đó nha. Nói xong là về chỗ bấm nút luôn á. Cảm giác của em nhìn anh cảm thấy như thế nào khi mà nắm tay nè? Thấy nắm tay ấm áp. Ấm áp hả? Anh cao bao nhiêu? Anh cao 1m65. Em cao 1m61. Hèn chi mang đôi giày cao gót vô là muốn hơn ta rồi đó. Muốn hơn luôn rồi. Em hơi thích bạn nam sẽ cao hơn em một tí. Em mang giày thấp xuống một chút. Hiện tại thì anh cũng đang rất là nghiêm túc trong mối quan hệ. Tại anh cũng 33 tuổi rồi. Em cảm thấy có một chút thiện cảm gì thì bật đèn xanh cho anh nha.
like like gì nữa. Ủa, tới gì mình vậy? Còn like kiếm sống truyền hình nữa gì. Ủa tao em hả chị? Đúng rồi. Trời đất ơi. Gì thử ra hoài vậy trời. Em anh thẳng thắn với trong lương tâm của anh luôn, em ngoại hình rất ok, anh chắc chắn em khá mạnh mẽ. Còn không phải là anh lên đây để kiểu như là lên đây để ngồi chơi hay làm gì đâu. Thật sự anh đang rất là cần một người nào đó đưa anh khỏi một cái tâm tối. Người yêu cũ nó bỏ anh rất là đau. Nhưng mà thật sự mà nói khi mà hôm nay lên chương trình này xong á, chia sẻ tới lui anh mới ngộ ra một điều á. Thật ra hình như tới độ tuổi của anh, độ tuổi 30 này á, anh cảm giác hình như là tình yêu nó anh bị sợ quá. Anh sợ cảm giác chia tay lắm. Thật sự anh chịu hết nổi rồi. Bây giờ nói chung là cái khoảnh khắc nắm tay này, anh chỉ muốn nói những cái sự thật trong tâm của anh. Anh không thích nói xạo. Thì á, ví dụ như là sau chương trình này mình cứ giữ lẹp với nhau. Khi nào em muốn ăn cơm hay ăn khoai lang chiên của anh đó, lúc nào cũng sẵn sàng. Bất cứ đâu, em quận 8 hả? Dạ đúng rồi. Quận 8 nói chung là đường đi nó hơi khó nhưng mà anh vẫn qua được. Dạ. Tại anh cũng rành đường Sài Gòn lắm. Dạ. Hẻm hóc món ăn ở đâu anh đều biết hết trơn luôn. Đừng có suy nghĩ là trên sắp chương trình anh lên đây anh chê gì đâu nha. Không có đâu nha, không phải vậy luôn. Tức là anh chỉ muốn đó là cảm xúc của anh hiện tại nó chưa đủ để mà kiếm người yêu gì hết trơn á. Mong em bỏ qua cho anh. Rất cảm ơn anh. Ok, một cô gái mạnh mẽ. Cảm ơn anh. À, nói chung là bây giờ là của cải còn nguyên chứ hiện nay là chưa có anh nuôi em phải không? Dạ, ý là thì bạn nó muốn ăn gì ngày nào em cũng sẵn sàng. Chỉ là em cảm xúc của em cảm giác hình như là người yêu cũ nó cứ ồ trong trí não. Trời ơi, lên đây mà người yêu cũ nữa ông nội, hàng chi đã giờ là mượn sống chương trình lên đây toàn gửi lời người yêu cũ không à. Hàng gì mặt nãy giờ buồn thiêu. Rồi, hít thở sâu và suy nghĩ chín chắn nha. Bây giờ mới là khoảnh khắc quyết định nè. Mình là Thúy Kiều, hãy cùng mình trên Speed Couple nha. Mời các bạn đặt tay vào cái nút bấm bên cạnh cái ghế của mình nhé. Có hai cái rồi. Nút, một màu đỏ và một màu xanh. Sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt, nếu chúng ta cảm thấy có tình cảm với người nào và muốn tìm hiểu người nào thì chúng ta cứ bấm vào cái nút đó. Nếu như chúng ta không rung động, không có cảm xúc thì chúng ta có quyền không bấm. Nhưng bấm là phải trân trọng. Mời rồi. Các bạn đặt tay vào nút bấm, nhìn về phía trước. Nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. Em không cần là phải nấu ăn ngon, tại em nấu ăn rất ngon. Cũng không cần phải dọn dẹp nhà cửa, cũng không cần mấy gì hết trơn. Ai nợ tiền mình thì em nốt ra giùm anh. Còn anh nợ tiền ngay thì cái đó quên được, ok. Ừ. Nó hay quên. Ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì em không yêu cầu gì đâu. Miễn là đừng thấp hơn em là được. Còn em có 1m55 thôi, chắc là ít anh nào dưới 1m55 lắm. Nói chung bây giờ là tài chính của em là đầy đủ hết rồi. Nhà có, đất có, chỉ thiếu người phụ nữ bên cạnh là ok. Dạ, em thích người đàn ông trưởng thành, có ý chí cầu tiến, yêu gia đình một tí. Tại em cũng hơi hướng rất là yêu gia đình. Dạ, bắp. Hết thời gian à, chúng tôi chỉ nghe một cái tách. Cái cặp màu đỏ đó thì thôi mình cũng biết cái kết quả rồi. Nhưng mà bạn áo xanh tại sao em không bấm? Thường em thích và quen một người thường là cảm giác đầu tiên. Anh cho em thiện cảm nhưng mà cảm giác đầu tiên em chưa cảm thấy rung động. Rồi mời các bạn đứng lại phía trước. Nè hôm nay lạc quẻ nè thấy không? Cuối cùng bốn đứa lạc nhau luôn. Lạc thấy không? Hết. Chị và anh Đạt cũng làm hết sức. Tụi em cũng đã thể hiện hết sức. Nhưng mà cảm xúc nó vẫn là quan trọng nhất trong cái tình yêu. Thì lần này chưa may mắn, chúc cho các bạn sẽ gặp may mắn lần sau nha. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Và kính thưa quý vị, đối với cặp đôi thất bại thì cũng đừng lo, vì chương trình sẽ dành tặng cho các bạn một phần quà. Đó là gói premium của ứng dụng Speed Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà Mối là duyên dáng nha. Xin gửi tặng mỗi bạn một phần sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Đây. Rồi xin gửi tặng hai bạn nha. Cảm ơn chị. Rồi tặng các bạn luôn. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Để chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.